Xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của Kho Hàng Thành Phước. Thì hôm nay em lên một số cái sản phẩm mới cho anh chị em mình tham khảo luôn nha. Rồi anh chị em nào mình mới xem kênh của em lần đầu thì vui lòng cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ qua những cái video mới cũng như những cái sản phẩm mới về bên em luôn anh em. Rồi thì bây giờ em đi qua một số cái sản phẩm cho anh em mình đi. Rồi bây giờ ở đây em lên cho anh em là cái thùng đựng đá nha. Đây là thùng giữ nhiệt nha anh em. Đó, cái thùng này là 28 lít ha, hàng nội địa Nhật nha. Đó thì ở trong đây, trong cái hình này thì thấy là để ướp nước rồi ướp lạnh rồi đại khái ha. Rồi thì cái thùng này á thì em quay sơ qua cho anh chị em mình coi về cái kích thước của nó đi. Rồi thì trước tiên á thì cái đây là cái mặt trước của cái thùng nha. Cái thùng này nó có cái chiều ngang nè. Ủa, chiều này là chiều dài nè. Rồi chiều dài là 40 nha. Đó, chiều dài nó là khoảng 40, 42 gì đó. Rồi chiều cao của nó là 45 nha. Rồi còn chiều rộng của nó là khoảng là 30. Rồi thì anh chị em biết ha, phía sau nó có cái bánh xe luôn nè. Đó, phía sau nó có bánh xe để anh chị em đẩy đi cho dễ nha. Còn này cái tay cầm mình có thể là mình rút ra được luôn nha anh chị em. Tức là cái tay cầm này là mình rút ra. Nó đây mình bấm nút nè, mình bấm nút là mình dỡ lên thôi. Rồi sẽ đẩy đi như cái vali vậy đó. Rất là tiện lợi nha. Ở đây nó có hai cái khay để cho mình để được cái ly, hai cái cốc nước vô mà nó không có bị rớt ra ngoài. Rồi còn trong đây thì tình trạng chưa qua sử dụng ha. Đó, nói cái này là hàng nội địa Nhật nha. Nó chưa qua sử dụng nè, cái này 28 lít nha. Rồi thì cái thùng giữ nhiệt này thì giá của nó là 1,5 triệu nha anh em. Đó, thùng giữ nhiệt này thì giá là 1,5 triệu. Rất là ok luôn. Rồi tiếp theo ở đây thì em lên tiếp cho anh em là cái máy bơm xe đi. Cái này là bơm xe sử dụng tẩu 12V trên xe ô tô nha. Tức là mình để trên xe ô tô khi mà bị xe bị xẹp hay bị mềm bánh gì đó thì mình cắm vô trong trực tiếp trong cái tẩu này mình xài luôn nha. Đó thì đi kèm nó có cho mình là cái đầu kẹp tẩu nè. Đó, cái này là dây cắm tẩu, cái này là dây cắm trực tiếp vô trong tẩu xe ô tô mình xài. Hoặc là có thể là anh em không có xe ô tô thì anh em có thể cắm trực tiếp vô trong cái bình 12V 10A mình xài. Đó thì cái này nè, mình kẹp vô cực âm với cực dương trong cái bình nè. Rồi còn một đầu này là để anh em cắm cái nguồn cái tẩu vô trong đây. Nó cái này vô trong đây. Rồi thì đơn giản là vậy thôi, cũng xài được. Cái này có hai bít tông nha. Cái này của thương hiệu là Nakamura. Rồi đi kèm nó thì phụ kiện của nó cũng có là vít nè, một cây vít dẹp, một cây vít ba ke nha anh em. Một dẹp, một ba ke, rồi một cái dây hơi với lại cái bộ dụng cụ giá xe luôn nè. Rồi đại khái full hợp như vậy cho anh em luôn, giá của nó là trọn bộ như vậy là 850k nha anh em. 850k. Rồi. Tình trạng là ok, chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi tiếp theo ở đây thì em lên tiếp cho anh em cái bộ bay nè. Rồi cái bộ bay Nhật cho anh em mình xài nha. Cái bộ này thì em bán một bộ 3 cây, anh em chốt bộ 3 cây này thì em bao ship luôn cho anh em nha. Gồm một cái bay mũi tròn nè. Rồi một cái bay mũi nhọn nè. Rồi còn một cái này là cái bay vuông. Rồi thì cái này là anh em thấy ha. Đó, giờ ban cho anh em mình luôn. Rồi cái này là bộ 3 cái này thì giá nó là 230k. Anh em mà mình mua một cái, thí dụ hai cái này thì đồng giá là 70k một cái nè. Còn cái này là 90k. Đó, còn mình mua cả 3 cái thì em bao ship nha. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là cái kéo đi. Rồi kéo cắt vải của Nhật nha. Đó, cái kéo này thì anh em nào mà mình xài rồi thấy rất là ok nha. Rồi cái kéo này thì anh em thấy nó thiết kế nó màu đen cực kỳ đẹp. Màu đen cực kỳ đẹp, chưa qua sử dụng luôn. Rồi mà cái này nó cũng rất là dài nha. Nó dài chắc khoảng 30 quá. Hơn 30 luôn, cái tầm 30 nha anh em. Rồi cái kéo này thì giá nó 190k nha anh em. 190k một cái kéo như vậy. Rồi còn đây em lên lại tiếp máy cạo râu pin cho anh em nha. Nó dành cho những anh em mà mình cạo râu. Rồi thì anh em nào cũng xài cái này hết. Thì cái máy này á, ở đây nó có cái nút ba, nó có cái nút gạt nè anh em, đè vô ha. Đây nè, mình đè vô. Đè vô rồi đẩy ra là để mình sạc. Đó, anh em sạc đầy xong rồi anh em sử dụng thôi. Cái này mỗi lần mình sạc xong phải mấy tháng sau mới sạc lại nha anh em. Tại vì mình cạo râu nó mau lắm, chỉ cần đây, anh em bấm đây nè. Anh em bấm cái nút này là nó tự chạy nè, nó gạt lên là chạy on off nè. Đó, rồi còn anh em thí dụ như là anh em mà cạo râu cứng, râu dài á thì anh em gạt cái này ra là nó ra nè, anh em thấy nè, em đưa vô nè. Đó, ra, vô, ra, vô. Rồi thì để anh em cạo râu cứng,
mình cạo râu cứng thì nó sẽ ngắn thôi chứ nó chưa sát được. Anh em muốn sát anh em phải cạo bằng cái trên đây. Đó, trên đây là nó sẽ sát luôn. Rồi đại khái cái này xài xong đâm lại thôi. Đi kèm nó có cho mình là một cái cây quét luôn. Rồi thì cái này giá 150k nha anh em. 150k một cái máy cạo râu pin như vậy luôn nha. Rồi, tiếp theo thì nay mới về được một cái lô ly giữ nhiệt cho anh em nha. Cái ly này rất là đẹp luôn nha anh em. Cái ly này thì nó là 890ml, là gần 1 lít nha. Đó thì dành cho những anh em mà mình làm công ty văn phòng hay là mình để trên xe ô tô cũng rất là ok luôn. Mà thậm chí cho mấy chị em hoặc mấy bé ở nhà uống trà sữa cũng rất là ngon nha. Thì cái này á, nó có một cái khe này để cho anh em mà mình bỏ cắm ống hút vô nè. Còn khi mình không muốn cắm thì mình gạt qua thôi. Đó đây nè, đó đây là cắm ống hút nè. Còn không thì gạt qua mình có thể đưa miệng vô đây mình uống luôn. Còn vậy thì cắm ống hút thôi. Rồi thì cái này á, là ở trong đây nó bằng inox nha. Đó rất là ok. Rồi xài thì mình dặn lại mình đậy nắp lại thôi. Đi kèm thì hiện tại đây cũng có ống hút luôn cho anh em nha. Đi kèm nó tặng cho mình cái ống hút luôn là như vậy. Rồi rất là ok luôn nha. Cái này là 890ml. Thì nó có các màu nè. Em cho anh em coi luôn nè. Ở đây là màu tím nè. Màu xanh lá cây nè. Màu hồng nè. Đó tím xanh lá cây hồng. Cái này mới là màu hồng. Cái này là màu hồng. Còn cái này là màu hơi đỏ cam ha. Đó có 4 màu như vậy cho anh em mình lựa luôn. Thích cái màu nào thì chụp màn hình lại gửi em. Hoặc nói màu thôi là em cũng lên đơn cho anh em được. Cái này là nó kim tuyến. Đó, rất là đẹp nha. Rồi giá 150k. 150k một cái ly giữ nhiệt như vậy nha anh em. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái máy bắn vít nha. Đây là máy bắn vít của Ryobi. Sử dụng pin 18V nha. Đó cái này là hàng nội địa Úc nè. Tình trạng còn khoảng là 85-90%. Đó thì tất cả những cái máy bắn vít nó đều có búa nha anh em. Nó chạy tới độ cứng nhất định là tự động nó giọng búa thôi. Rồi thì cái máy này là trọn bộ của nó là gồm một máy nè. Một pin 2A và một sạc nha anh em. Đó cái trọn bộ của nó là giá nó là 1.800.000 nha. Một máy một pin 2A và một sạc giá 1.800.000. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên luôn cho anh em là một cái khoang. Đó đây là cái khoang 3 chức năng của Ryobi bản HB có búa nha. Đó cấp độ 1, 2 nè. Cái này là cấp được nè. Rồi rất là ok. Đầu auto lock luôn. Rồi ok ha, đầy đủ cho anh em mình. Rồi thì cái bộ này thì giá của nó là gồm một máy nè, một pin 2A nè và một sạc nè. Giá của nó là 2.600.000 nha anh em. Một máy một pin 2A và một sạc giá 2.600.000. Rồi tiếp theo ở đây thì em lên tiếp cho anh em là cái đó, đây là máy cắt đa năng. Cái máy cắt đa năng này thì anh em biết rồi ha, cái lưỡi của nó là 76mm. Đó anh em gắn cái lưỡi vô thôi, anh em muốn cắt gỗ, cắt gạch, cắt đá hay là cắt sắt gì đó thì anh em gắn cái lưỡi vô. Thì cái như mình cắt cái mình cắt cái lưỡi nào thì mình gắn cái lưỡi đó vô là mình cắt thôi. Đó rất là tiện lợi nha, chạy cực kỳ êm, động cơ là cũng là HB nè. HB không than nha anh em. Rồi thì cái này á là giá của nó, cái thân máy của nó là 2.200.000 nha anh em. Còn anh em lấy cả bộ á, là gồm một máy, một pin, một sạc là 3.100.000 nha anh em. Đó, một máy, một pin 2A và một sạc là 3.100.000. Rồi anh em nào quan tâm tới cái máy cắt đa năng này thì inbox cho em luôn. Rồi tiếp theo ở đây á, thì em lên tiếp cho anh em là một cái đồng hồ nha. Đó đây là cái đồng hồ Seiko. Đồng hồ này rất là đẹp, tương đối cực kỳ đẹp luôn á. Trong cái lô đồng hồ của Nhật về thì cái đồng hồ này á, em sẽ nó sơ cái kích thước cho anh em đi ha. Nó lớn hơn gang tay em. Cái này chắc khoảng tầm là 26-27 gì nè. Đó. Rồi cái này rất là đẹp. Cái này là của Seiko nha. Emblem. Rồi đây cái logo của nó nè. Đó thì anh em biết rồi, đồng hồ Nhật thì nó rất là đặc biệt. Anh em nhìn cái máy của Nhật là mình thấy mình phê rồi ha. 5 viên pin. Đó nè anh em coi cái máy này, chữ Japan đây nè thấy không. Đó để chạy cực kỳ ha. Anh em nhìn cái tụ của nó là mình thấy uy tín rồi nha. Đồ của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Những cái như vậy anh em xài tới suốt cả đời mình luôn cũng không hư nha anh em. Rồi thì cái đồng hồ này, đồng hồ Seiko tròn của Nhật. Rồi đồng hồ này nó có một cái nút bấm nữa nè anh em. Khi mà anh em bấm nó có dạ quang anh em. Thí dụ ban đêm mình tắt đèn thì bấm nó lên, nó sáng lên xíu nha. Rồi cái đồng hồ này thì giá của nó là 1.800.000 nha anh em. Đồng hồ này giá của nó là 1.800.000 nha. Đó. Rồi ok. Tiếp theo thì ở đây em có một cái đồng hồ cơ. Đây là có một cái đồng hồ cơ. Cái này cũng của Nhật luôn nha. Cũng
Secosa ha, Già Ban, Tokyo Già Ban. Thì cái đồng hồ này nè, em cầm trên bàn tay để anh em hình dung được nha. Đó, hình dung được như vậy. Nó có cái quai sách nè, rất là đẹp nè. Đây là đồng hồ cơ. Đây, cho anh em xem. Nó có cái chỉnh cơ nè. Đó, cái này là cái code nè. Secosa Già Ban. Đại khái là mình lên code thôi. Đó, anh em thấy không? Ở đây mình lên code nó có cái chuông luôn nè. Nếu như em dặn tới cái giờ của nó nè, dặn thử cho anh em xem, tới cái giờ của nó cho nó chạy chuông chơi. Đây, để em dặn lên. Ê, dặn sai giờ. Đó, nghe thấy không? Nó báo chuông đó. Báo chuông rồi. Cực kỳ đã luôn nha anh em. Đó, còn bên hông nó là mặt kính nha anh em. Bên hông là mặt kính nè. Rồi, còn cái đây là kim nó. Đây. Đây là kim dây nha. Rồi, cái đồng hồ này rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, cái đồng hồ này thì hiện tại giá của nó là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi, anh em nào quan tâm thì chốt nha. Tiếp theo thì ở đây em còn mấy cái con cưa trượt của AEG nha anh em. Đây là cưa trượt của AEG sử dụng đây đi, con này là con cưa trượt của AEG sử dụng điện nha, điện 220V, hàng nội địa Úc luôn. AEG này thì anh em biết rồi ha, nó là cái thương hiệu của Đức nha. Thương hiệu chính hãng của Đức nha. Đó, nó nghiêng được 45 độ nè. Rồi thì cái ti trượt rồi mọi thứ còn rất là ok luôn nha anh em. Đó. Rồi con này thì lưỡi cũng còn ok luôn. Anh em mua về chỉ việc cắt thôi. Tình trạng con này thì khoảng 80-85% nha anh em. Đó, đây 2000W nè. Đó, cái lưỡi của nó là 254mm. Rồi thì con này giá bên em đang bán là 4 triệu rưỡi nha anh em. 4 triệu rưỡi, anh em nào quan tâm tới cưa trượt thì inbox cho em nha. Còn ở đây anh em nào mà mình thích xài dòng pin á, mình cũng là AEG 254 mà xài dòng pin mà động cơ không than luôn nè. Đó thì em có con này tình trạng cũng còn rất là ok nha. Rồi con này tình trạng khoảng là 90%. Đó, nó sử dụng một lần hai viên pin 18V nha. Đó, tức là nó công suất nó cũng tương đối mạnh nha anh em. Rồi anh em đi những nơi mà không có kéo dây điện được hay gì đó thì xách con này theo là hết bài luôn. Rồi thì cái con cưa trượt này thì giá của nó, cái thân máy của nó nè, cái thân máy này không là 4 triệu nha anh em. Đó, thân máy cưa trượt pin như vậy là 4 triệu chưa gồm pin sạc nha. Anh em nào quan tâm thì nhắn cho em luôn nha anh em. Tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em là cái cuộn dây nước Tonsen. Cái cuộn này là 15m nha anh em. Nó mình nhìn vô đây là mình thấy rồi ha. Một đầu thì nó cắm vô cái van nước của mình, còn một đầu này là mình có thể rút ra. Đó, mình kéo ra ngoài để mình tưới cây, mình rửa xe hay mình làm cái gì đó ở đây nè. Nó có cái núm dặn anh em, tức là mình muốn tưới cây thì mình chỉnh xịt xòe hay là xịt gươm gì đó là cũng được luôn nha, ở cái núm dặn này. Rồi thì nó rất là tiện lợi cho anh em mình xài luôn nha. Mà nó có chức năng là tự rút nữa, tự cuốn nữa. Khi mà anh em mà mình rút ra đó, mình chỉ cần rút lại thôi. Đây, em kéo ra như vậy, em kéo lại như vậy cái nữa là tự nó cuốn vô nè, anh em thấy không? Đó, nó rất là hay luôn. Rồi thì cái cuộn này là 15m nha anh em. Đi kèm nó có cái bát này cho mình là mình khoan, mình gắn lên tường luôn nè. Đó, mình khoan, mình gắn lên tường rồi mình treo lên tường luôn. Mình để gần cái van nước của mình á là mình xài rất là tiện lợi nha. Rồi cái này thì tình trạng chưa qua sử dụng, 15m, giá của nó là 1.800.000 một bộ nha anh em. 1.800.000 một bộ này. Em lên tiếp cho anh em là cái mẫu dao nha. Đó, ở đây thì ở đây nè, nói em có cái mẫu dao D3 trước đi cho anh em mình sử dụng nha. Đó, đây là cái D3, nó D3 Nhật nha, hàng đã qua sử dụng rồi thì anh em thấy ha. Nó cái kích thước của nó thì
tương đối là ok thôi. Đó, thì đại khái này em đo sơ qua cái kích thước cho anh em mình nắm đi. Đó, cái này khoảng một gang tay của em nha. Một gang tay là khoảng 20, thì cái này chắc không khoảng 23 quá. Rồi, cái này tình trạng đã qua sử dụng nha, giá 170k một cây nha anh em. Đó, cái này tình trạng đã qua sử dụng, giá 170k một cây. Còn ở đây á, là em có cái dao D3 khác nữa đây. Đó, đây là cái dao D3 trung nha. Cái size này thì cũng tương đối lớn nha anh em. Đó, cái đây em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Đó, đây. Đó, tổng chiều dài của cái cây này. Đó, cái cây này là 31cm nha anh em. Đó, tổng chiều dài là khoảng là 31cm nha. Đó, cây này thì nó rất là đẹp, rất là xịn sò luôn anh em mình thấy ha. Đó, cực kỳ bén luôn nha. Đó, đẹp, xịn sò, bén. Rồi, ok. Cái này là của thương hiệu là Takayuki nha anh em. Đó, hàng Nhật luôn nha. Rồi, tình trạng là chưa có qua sử dụng nhưng còn rất là ok. Rồi, cái dao này thì giá của nó là 350k. 350k cái dao D3 này nha anh em. Đó, cái này là chưa qua sử dụng. Rồi, ở đây em còn một cái dao D3 lớn nữa. Đó, cái dao này á, thì là nó lớn nhất luôn. Rồi, cái dao này thì nó là lớn nhất. Cái này là nó dài là... Để em đo thử cái kích thước nó cho anh chị em mình xem luôn. Đó, nó dài, tổng chiều dài của nó là 35 nha anh em. Đó, 35 nè. Em cầm trên tay cho anh chị em mình coi được, hình dung được cái kích thước nha. Đó, cái này cũng là của Takayuki luôn. Đó, nó giống với cái con hồi nãy đó, nhưng mà cái con này thì nó to hơn nè. Đó, đây em cầm trên tay cho anh chị em mình hình dung cho nó dễ nha. Đó, một con nhỏ, một con lớn nha. Rồi, cái con nhỏ là 350, con lớn là 400k nha anh em. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn. Đó, dao D3 của Nhật mà nhìn như vậy rất là đã luôn nha, dày, siêu dày nha anh em. Đó, mình coi cái thép nó là mình thấy dày rồi ha. Rồi, ok, một cây 350, một cây là 400 nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây á, em lên tiếp cho anh em một cái cây dao nữa. Đây là dao sashimi. Đó, anh em thấy không? Đây là dao sashimi. Ở bên Nhật người ta để là người ta mần cá hồi á anh em. Người ta làm cá hồi, làm sashimi hoặc là làm sushi gì đó. Đó, người ta cần một cái con dao dài mỏng đó. Thì ở đây người ta xài cây này. Cây này là dài 4 tấc nha anh em. Đó, tức là 40cm. Rồi, cái này là cũng của thương hiệu là Takayuki luôn nha. Đó, thì cái dao này á, ở Việt Nam mình có thể sử dụng để cắt thái gọt rau củ quả hoặc là thịt cũng được, hoặc thậm chí những cái trái cây như trái to, như trái dưa hấu rồi anh em cắt nó rất là ngọt nha, rất là đã luôn. Rồi, thì con dao này giá của nó là 290k nha anh em. Đó, con dao này giá của nó là 290k. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em là cái đồng hồ đo điện của Nhật nha. Đó, ở đây em về cái đồng hồ đo điện của Nhật rất là xịn sò, hiện tại thì nó chỉ còn đâu đó 3-4 cái nữa là hết luôn rồi nha anh em. Đó, cái hàng Nhật thì anh em biết rồi, hắn nó hết là nó không có nữa đâu. Nó không phải là như đồ mới, muốn nhập bao nhiêu cũng được, bên Nhật lâu lâu nó mới có một cái lô như vậy. Đó, thì cái này á, là nó có đầy đủ các thông tin trên đây. Nói anh em mà toàn tiếng Nhật không à, anh em nào mình rành về tiếng Nhật thì mình có thể coi, còn không rành tiếng Nhật thì mình có thể tự tìm hiểu thêm về cái chức năng của nó, cũng như là cái này thì nó đo tụ, đo thông mạch, đồ lặt vặt nha anh em. Rồi còn nó đo nhiều cái nữa, nhiều cái chuyên sâu nữa nè. Đó, anh em coi cái bảng của nó là anh em biết rồi nha. Đó, phía sau nó là nó có cái rắc như vậy, đi kèm nó là nó có cái rắc như vậy. Đó, một cái đầu kẹp nè anh em, nó cái đầu dây âm dương ha. Rồi, với lại cái này là cái dây này hình như là nối vào máy tính nha anh em. Đó, một đầu là nối vô trong cái đồng hồ đo điện, một đầu là cái chui này là theo em biết là nối vô máy vi tính nha. Đó, rồi anh em nào mình rành về điện á, thì mình tìm hiểu thêm giùm em nha. Rồi, đi kèm nó người ta cho mình luôn một cái túi nè. Đó, cái túi vải. Cái túi vải rất là xịn sò nha, để bỏ cả bộ vô á. Rồi, trọn bộ này thì giá của nó là 1.200.000 nha anh em. 1.200.000 trọn bộ như vậy nha. Rồi, tiếp theo ở đây thì em lên cho anh em là tiếp cái máy tính đi. Nó cái máy tính này thì dành cho anh chị em mà mình mua để mình tính toán, tính tiền hay là cho con em đi học gì đó. Rất là ok luôn nha. Cái này thì nó sử dụng được hai nguồn điện. Một là anh em là cắm pin trực tiếp nè, anh em mua cục pin, anh em bỏ vô đây. Nó cái này em chưa có xài pin luôn nha anh em. Còn hai là nó sử dụng năng lượng mặt trời. Đó, thì nó ở đây, cho nên là không có pin nó vẫn xài được luôn. Là bởi vì ở đây nó có cái tấm năng lượng mặt trời nè. Nó cho nên có ánh sáng vô thì nó vẫn xài được. Rồi, bởi vì nó rất là ít hao pin, đại khái như vậy thôi. Rồi, thì cái này đó là nó có hai màu nha anh em, màu hồng với màu xanh. Thì hai cái này đồng giá với nhau luôn nha, đồng giá với nhau là 75.000 cái thôi. Đó, máy tính nha anh em.
đó, 75.000 cái nha. Rồi ok anh em ơi, rồi ở đây em có cái thước 7,5 m nè, thước này là thước lộ ban luôn anh em, đó thước lộ ban 7,5 m nha. Đó thì một mặt nó là cả hai mặt luôn nha, một mặt là số còn mặt phía sau là mặt phong thủy nha. Đó anh em cứ đo tới cái mức đỏ là anh em xài thôi. Rồi cái thước này thì giá của nó là 95.000 nha anh em, 95.000 một cái cây thước lộ ban như vậy nha. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em cái cặp phuộc xe đi. Đó đây là cái cặp phuộc xe hàng bãi Nhật nha anh em. Cái này thì dành cho những anh em mà mình chế cháo những cái xe mà xe gắn máy của mình á, mình chế cho nó tải hàng được nặng hơn á, thì mình thay cái phuộc của xe mình gáy cái phuộc này mình gắn vô, thì cái phuộc này á nó sẽ, cái phuộc nó sẽ to hơn, nó bự hơn, nó cứng hơn cái phuộc của xe máy mình bình thường. Cho nên là dành để cho những anh em chế cháo những cái xe mà tải hàng, chở hàng nặng á, thì là ok nha. Chứ còn mình xài không mà mình gắn cái phuộc này vô nó rất là cứng, cho nên nó sẽ bị dằn mình ngồi, nó rất là ê đít nha. Đó, đại khái nó là như vậy. Rồi thì cái phuộc này á, giá của nó là 750k một cặp nha anh em. Một cặp phuộc này giá 750k. Đó, dành cho anh em mình mua về để mình chế cháo, mình chế những cái xe chở hàng, tải hàng nặng đó, là mình xài cái này rất là ngon nha anh em. Rồi thì để em đo thử cái kích thước. Thường em đo cái kích thước thì em chỉ đo từ cái lỗ bên đây qua cái lỗ bên kia cho anh em mình nắm thôi cho dễ nha. Rồi hai khoảng 29 nha anh em. Đó, khoảng 29cm nha. Đó, em đo kích thước là từ cái lỗ này cho tới cái lỗ này là 29cm, cho anh em mình dễ, anh em mình biết cái cốt nó tới đâu á. Thật ra nó vẫn còn chỉnh được một xíu nữa, nhưng mà em đo đại khái là cho anh em mình nắm được ha, từ lỗ này qua lỗ này là 29 nha. Rồi nay em mới về lại được một cái lô gậy bóng chày cho anh chị em mình luôn nha. Đó thì đây, đây là cái lô gậy bóng chày, đó, hàng nội địa Nhật rất là xịn sò cho anh chị em luôn nha. Rồi bên Nhật thì người ta chơi bóng chày rất là nhiều nghe anh em, ở Việt Nam mình thì ít thôi, chứ ở bên Nhật thì ta chơi rất là nhiều. Thì bây giờ mình mua về có thể để tập luyện nè. Nó nói chung cái cây này á, thì cái độ nặng của nó cũng vừa phải nha, mình tập mình quơ rồi cái tay chân mình nó cũng khỏe lắm nha anh em. Đó thì cái cây này á, là cái chiều dài của nó là 81cm nha anh em. Đó, chiều dài 81cm, đây là chiều dài thông dụng mà dễ cầm nhất luôn á. Rồi, rồi tiếp theo cái cân nặng của cái cây này là 1,1 kg nha anh em. Đó, thì anh chị em ở Việt Nam mình có thể mua tập luyện cũng được, hoặc là mua để trên xe hoặc để trong nhà để mình phòng vệ cũng được nha anh em. Bởi vì đây là cái dụng cụ thể thao, cho nên là mình đi mình mang ra ngoài đường cũng ok nha, nó không có phạm luật, phạm pháp gì hết á. Mà bây giờ tình hình thì nói chung là mình cũng không biết nói trước được, cho nên là mình nên có những cái sự phòng vệ cho bản thân mình nha. Chứ còn nếu như anh em mà mang dao kéo hay là những cái vật liệu gì dụng gì đó nguy hiểm mà để trên ô tô hoặc mang ra đường á, là nó không đúng với pháp luật nha. Rồi thì đại khái em nói sơ vì vậy thôi. Còn anh em nào mà mình quan tâm tới cái gậy bóng chày này thì cứ vui lòng inbox cho em nha. Cái này thì anh em thấy cái cán cầm cũng tương đối rất là dài nha, cái cán cầm hơn một gang tay của em luôn nè. Nó mình cầm có khúc vậy thôi, cái này cầm lần hai tay cũng được luôn. Rồi cái này là chiều dài là 81cm, còn cân nặng của nó là 1,1 kg nha anh em. Rồi cái này là nó bằng hợp kim. Đó, nó là bằng kim loại hợp kim rất là xịn luôn nha. Rồi ok anh em, thì cái cây này giá bên em đang bán là 500k. Anh em nào mà mình quan tâm hoặc có nhu cầu thì mình mua nha. Cái này thì mua có thể là sưu tầm, trưng bày, biếu, tặng, hoặc là chơi thể thao cũng rất là ok luôn. Rồi thì giá bên em cái cây này là 500k. Anh em nào mà mình quan tâm thì cứ vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Hôm nay em mới về được một cái lô là đèn măng sông nha anh em. Cái này là đèn treo măng sông rất là đẹp luôn nha. Đó anh em thấy không, cái này là của thương hiệu là Takiko nha. Đó, cái này á là nó đèn măng sông. Ngày xưa măng sông của mình nó sử dụng dầu nha anh em. Còn bây giờ măng sông bây giờ thì nó hiện đại hơn, nó sử dụng pin. Đó, cho nên là nó sẽ tiết kiệm được nhiên liệu, tức là mình không có cần phải sử dụng nhiên liệu, mình chỉ cần sạc pin đầy là mình xài thôi. Thì nó rất là tiện lợi cho mình luôn nha. Đó thì ở đây á thì em có cái này nó rất là đẹp luôn nè. Đó thì bây giờ á đi kèm nó là có một cái dây sạc cho anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ test thử cái độ sáng của nó trong bóng tối cho anh em mình xem luôn nha, để anh em mình biết được cái độ sáng như thế nào. Dạ rồi thì bây giờ em sẽ mở thử cái ánh sáng của đèn này trong bóng tối cho anh em mình coi luôn nha. Đó thì em chỉ cái việc dặn lên thôi. Đó, anh em thấy rất là sáng. Thì cái đèn này nó hay ở chỗ là nó có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ sáng nha anh em. Tức là anh em muốn sáng mờ hay sáng mạnh thì anh em cứ việc dặn cái nút này thôi. Cái này là sáng mờ nè, em sẽ chỉnh ánh sáng mạnh cho anh em nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đó, em quay xa xa ra cho anh em mình hình dung nha.
Đó, nó sáng là nguyên một khu luôn nè anh em thấy không? Đó, em ra cái bụi cây em quay cho anh em nó, cho anh em được dễ hình dung, cho anh em thấy cho đẹp nha. Đó, rất là ok luôn ha. Mình đi cắm trại, đi dã ngoại được mà mình sử dụng cái đèn này thì bao tuyệt vời luôn. Rồi, cái đèn này là ánh sáng trắng vàng anh em. Ở đây nè, em có cái đèn ánh sáng trắng nữa nè. Đó, thì cái này em cũng mở lên cho anh em coi luôn. Đó, mở lên nè, đó. Thấy không, một cái là ánh sáng trắng, một cái ánh sáng trắng vàng nha. Đó, anh em mình thích cái ánh sáng nào thì mình đặt hàng nha. Đó, anh em thấy không, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi, nó cái đèn măng sông này á thì bên em giá bán rất là tốt luôn, chỉ có là 190k thôi. Đó, thì bây giờ á, anh em thấy cái độ sáng của đèn quá tuyệt vời luôn nha. Đó, mình còn mình muốn sáng mờ hay mình muốn làm đèn ngủ gì đó thì mình dặn lại. Đó, mình dặn nhỏ cái nhiệt độ lại. Đó, tắt luôn nè, dặn nhỏ nè, mạnh nè. Đó, anh em thấy không, quá là tuyệt vời cho cái đèn như vậy luôn. Dạ rồi, sau khi test xong ánh sáng của cái cây đèn này rồi ha, anh em thấy không, một cái là ánh sáng trắng ha, đó ánh sáng rất là tốt luôn nha, một cái là ánh sáng vàng, đó ánh sáng nào cũng rất là đẹp luôn. Rồi thì anh em đi phượt cắm trại dã ngoại hay là ở nhà sử dụng trong cái điều kiện mà cúp điện hay là những nơi không có điện nữa, hoặc là đi đêm nữa, anh em ha, treo theo rất là ok nha. Rồi thì hiện tại ở trong mỗi cái cây đèn này nè anh em, hiện tại trong mỗi cái đèn này nó có sẵn một viên pin. Pin này là pin sạc nha anh em, tức là anh em chỉ về việc sạc đầy nó là anh em xài thôi, hết pin thì mình lại sạc tiếp. Còn ở đây á thì em có bán kèm thêm pin cho anh em luôn. Anh em mình á, đây là cũng là pin sạc luôn, đây là pin 18650 nha, pin là pin thông dụng của dòng đèn sạc nha. Đó, thì cái pin này cũng là pin sạc luôn. Đó, đây là cũng là pin sạc cho anh em luôn nha. Đó, thì anh em mình mua đèn này á, mình mua thêm pin này cũng được nha anh em, để khi mà anh em phòng ngừa trường hợp mà cúp điện lâu hoặc đi đêm hoặc anh em đi chơi mà cắm trại đi lâu ngày á, thì anh em có thể sạc đầy mấy viên pin này, rồi anh em cứ hết viên nào là anh em thay vô, rồi xài xong rồi thì anh em cất qua một bên để dành sạc để xài lại nha anh em. Đó, nó rất là tiện lợi. Pin này á thì em bán kèm theo á cho anh em là 50k một viên. Đó, pin này á em bán lẻ là 50k một viên nha anh em. Đó, 50k một viên. Ô, nhầm, pin này em bán lẻ là 25k một viên chứ, em nói nhầm nha. Đó, pin này em bán lẻ là 25k một viên, pin này là pin sạc luôn nha anh em. Đó, anh em mua đèn này á thì là 190k một cây, nó gồm cái cáp sạc cho mình luôn. Còn anh em mua thêm pin thì là 25k một viên. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm tới cái đèn măng sông này thì cứ vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em mấy cái cuộn dây điện của Mỹ nha. Đó, đây là cuộn dây điện của Mỹ nha. Thường cái đầu của Mỹ là nó sẽ có một đầu lớn và một đầu nhỏ nha anh em. Tức là đầu nhỏ này thì cắm vừa cái chui của mình, nhưng đầu lớn là không vừa, anh em về lấy máy mài mài nhẹ là cái là anh em xài nha. Rồi thì cái cuộn này á, cuộn dây điện của Mỹ này thì một cuộn của nó là 4m7. Em bán một lần một cặp nha anh em. Đó, một cặp là hai cuộn nha, khoảng 4m7, 4m8 gì đó là tình trạng nó cũng chưa qua sử dụng luôn anh em. Nó em nhìn em thấy chưa qua sử dụng nha. Rồi, một cặp này là giá chỉ có 200k thôi nha anh em. Một cặp dây điện này chỉ có 200k, nó có sẵn một cái chui cắm cho mình nha. Đó, là 200k. Rồi, còn anh em mà thích dây điện Nhật thì ở đây em có cái dây điện Nhật nha. Đó, dây điện Nhật này thì nó dài là 5m, nó cái đầu nó cũng có một cái chui cắm cho mình nè. Đó, nhìn nó cũng chất lượng ha. Rồi, cái cuộn này thì nó ba lõi nha. Cuộn Mỹ thì nãy là hai lõi chứ cuộn này là ba lõi nha. Rồi, thì cái cuộn này thì cặp nó là 270k nha anh em. 270k một cặp nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em có cái dây điện Nhật luôn, dây điện Nhật cuộn nha. Đó, đây là cái cuộn dây điện của Nhật, nó là cái cuộn 100m, chiều dài 100m, hai lõi 1.6 nha anh em. Hai lõi đồng 1.6, chiều dài 100m. Rồi thì cái cuộn này á là đó, anh em thấy lõi đồng mà lõi đơn nha anh em. Đó, rồi hai cái cuộn này, một cuộn này là giá của nó là 1.6 triệu nha anh em. Đó, hai lõi 1.6, tức là một cái tim của nó mỗi lõi là dày 1.6 nha. Rồi thì giá của nó là 1.6 triệu, còn ba lõi 1.6 thì giá là 2.4 triệu. Đó, rồi tiếp theo thì ở đây em mới về lại cho anh em là mấy cái chui cắm nha anh em. Đó, cái chui này thì cũng rất là hay nè. Đó, cái chui này rất là hay, để em nói cho anh em nghe nó hay nha. Nó là gồm là 5 chui. Mà 1 chui, 2 chui, 3 chui, 4 chui và 5 chui. Cái đầu này nó làm bằng nhựa dẻo nha anh em. Đó, anh em biết rồi ha, cái nhựa dẻo này á là nó chống da đập đồ này nọ rất là ok nha. Đó, nó dẻo cứng chứ không phải là dẻo mềm nha. Đại khái em nói vậy là anh hiểu. Anh em hiểu nha. Ở đây nó có là cái đầu này á là anh em cắm được hai cái đầu xéo nè. Đó, đầu xéo nè, của nội địa Úc là đầu xéo nha anh em. Đó thì anh em cắm được.
hoặc là cái đầu ba chấu nè, ba chấu anh em cắm vô đây cũng được luôn đó, rồi hoặc là hai chấu hai bươn anh em cắm vô đây cũng được luôn, hoặc là đầu tròn nó, đầu tròn là anh em cắm vô đây, anh em cắm đây, anh em cắm đây, nó nói chung là nó cân các thể loại nó. Nhìn anh em thấy không, xịn xò đẹp. Rồi cái này thì giá bên em bán là rất là tốt cho anh em luôn nha, giá cái này là chỉ có là 45.000 thôi đó, 45.000 một cái nha anh em đó, 45.000 một cái chui như vậy đó. Cái chui chui điện là gồm là 1, 2, 3, 4 năm đầu đi, nó anh em gọi là chui điện năm đầu đi là được ha đó. Còn đầu này là cắm điện vô nè đó, nói chung là mình nhìn rất là ok nha. Rồi thì cái này là giá nó 45.000 cái nha anh em đó, anh em nào chốt cái này thì inbox giùm em luôn nha, 45k. Rồi tiếp theo thì ở đây đó, ở đây em lên tiếp cho anh em là cái body máy phun khử khuẩn nha, của Ryobi đó. Đây đây là cái body của máy phun khử khuẩn Ryobi, thì anh em cái này là chứa 1 lít nè. Rồi ở đây thì ngày xưa nó phun khử khuẩn để dành chống virus covid rồi anh em. Rồi, đây nó có 3 cái bét nè, nó mình xài cái chế độ phun, thí dụ như phun mịn, phun vừa gì đó là cái chỉnh ở đây. Rồi ở đây thì anh em á bỏ cái bình 1 lít này, mình có thể bỏ dung dịch khử khuẩn nè, hoặc là thuốc sát trùng, hoặc là thuốc trừ sâu để mình phun thuộc sâu, hay là xịt mũi dán kiến gì đó tùy anh em đó. Anh em mua cái dung dịch đó anh em bỏ vô. Còn ở đây nè, em chỉ xả rẻ cái thân máy này thôi nha, thân máy này là 300k, là chỉ thân máy thôi, chưa gồm cái cục pin nha, cục pin mình gắn trên đây nữa đó. Thì tùy anh em, thí dụ anh em mà mình đã có pin sạc sẵn của Ryobi rồi thì chỉ cần mua thân máy, còn nếu như những anh em mà mình chưa có pin sạc thì bắt buộc phải mua cục pin sạc, ví dụ gắn vô đây mới xài được đó. Thì em giới thiệu cho anh em hiểu nha. Rồi cái thân máy này thì xả rẻ là 300k, còn pin sạc rẻ nữa là khoảng là 900k nữa, là tổng cộng bộ này khoảng là 1.200.000. Rồi ok, còn anh em mua cái thân máy không là chỉ 300k nha, tình trạng là mới luôn cho anh em mình nha, chưa qua sử dụng nha. Hôm nay em mới về được một cái lô máy bào đá cho anh chị em mình xài luôn nha. Đây là cái lô máy bào đá của thương hiệu Hurum Hàn Quốc nha anh em. Đó, cái này là nó sử dụng cái nguồn điện của nó là điện là 220V luôn nha, rất là tiện lợi cho mình luôn đây, bởi vì xài chung nguồn điện của mình. Thì đây em sẽ quay sơ cái ngoại hình tổng thể cho anh chị em mình coi nha. Đó, cái máy này thì nó thiết kế gọn gàng, đẹp nè, cực kỳ tiện lợi luôn. Thì những anh chị em nào mà mình sử dụng gia đình, hoặc là mình kinh doanh nước giải khát, nước ngọt đồ đó, hoặc là mình hay bán siro đá bào đó, thì cái máy này là một trong những cái máy không thể thiếu nha anh chị em. Đó đây, đó công suất của nó là 500W nha, điện từ 220 tới 230V. Đi kèm nó có cho mình một cái thố như vậy để đựng đá luôn nha anh em, cái này bằng inox nha. Đó thì ở bên trong nó thì mình vậy thôi, chỉ việc anh chị em cắm điện vô thôi là nó sẽ, khi mà mình cắm điện mình bật công tắc lên, mình bỏ đá vô, mình đè xuống là nó sẽ tự động chạy, mình mở lên là nó tắt. Cho nên là anh chị em mà kinh doanh nước ngọt đồ á, nó mình kinh doanh nước những cái thức uống đồ á, thì mình không cần phải tắt mở liên tục, chỉ cần mình gạt lên đây là nó tự động tắt rồi. Nó mình bỏ đá vô mình ép lại thì nó chạy thôi. Rất là tiện lợi luôn, mà cái này á là uống siro đá bào là hơi bị ngon luôn nha anh em. Đó, gia đình cũng nên có cái nha anh em, uống siro đá bào hay uống nước ngọt xì tin, hay là những cái loại nước ngọt mà uống bằng đá bào đều rất là ngon. Rồi thì bây giờ em sẽ test thử một cái cho anh chị em mình coi, cũng như anh chị em biết cái hiệu quả hoạt động của cái máy nha. Đó thì bây giờ ở đây nè, trước tiên thì em cắm điện vô nha, rồi em mở công tắc lên thôi. Đó, trước tiên cắm điện vô mở công tắc lên thôi là ok. Rồi thì bây giờ á, đó bên đây. Rồi bây giờ em bỏ đá vô nha anh em. Đó đây là đá nè, đó đây là đá để sẵn. Thì bây giờ chỉ việc là em lấy đá em bỏ vô thôi. Đó, bỏ vô 1-2 viên gì đó rồi em ép thôi. Đó, rất là tiện lợi luôn nha. Nó chỉ sơ sơ vậy thôi là xong 2-3 viên đá này rồi. Em làm cái nữa. Đó, sơ sơ vậy thôi là em xong được một cái đá bào rồi nha anh em. Đó đây nè, nó lấy ra rất là mịn luôn nha anh em. Đó, cực kỳ mịn luôn, chỉ cho như vậy thôi là mình đã có được một cái ly đá bào rồi nha anh em, cực kỳ tiện lợi luôn. Rồi cái này á là cái máy này nè, nó em bào một cái thố đá như vậy nó chưa tới là 5 giây nữa đó. Ngày xưa mình phải bào tay rất là mất thời gian, còn bây giờ có máy rồi thì nó tiện lợi hơn cho mình sử dụng nha. Đó, bên trong nó có 2 lưỡi nha. Rồi ở đây thì cái máy này thì em có 2 màu nha anh em. Đó đây,
đây là cái màu xanh nè, còn đây là cái màu xám, thì nó như nhau thôi, nó chỉ khác màu thôi. Rồi, ok, thì cái máy này giá hiện tại bên em đang bán là 750k, 750k một cái máy bào đá nha anh em. Nó anh chị em nào mình quan tâm hoặc mình có nhu cầu mua cần sử dụng cái máy này thì cứ vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo ở đây em lên mấy cái mẫu cần câu đang có bên em cho anh em mình xài luôn nha. Rồi, trước tiên thì em có cái cây Shimano 4,5m này nha anh em. Đó, Shimano 4,5m màu đỏ nha. Rồi, cái cây này á thì đây, mình xài thì mình chỉ việc mình rút cái đầu ra thôi, mình vũ nó ra thôi. Nó là nó ra được cây cần câu nha anh em. Đó, cây này câu cá rô, đồ câu cá sông đồ rất là ok nha anh em. Đó, nó cực kỳ đã luôn, cây này dẻo lắm mà đẹp nữa. Rồi, cây này thì 5H nha anh em. Rồi, mình xài nè, cái vân rất là đẹp nha anh em. Đó, mình xài xong thì mình rút lại thôi. Rồi, cây này 4,5m nha. Shimano 4,5m màu đỏ, giá của nó là 450k nha anh em. 450k một cái cây như vậy. Đó, 450k. Rồi, tiếp theo nữa là một cái cây khác nữa nha. Rồi, tiếp theo em tới cái cây Shimano 3,6. Đó, Shimano 3,6 nha anh em. Cây này thì cũng vậy luôn, xài thì mình rút cái là nó ra nè, anh em thấy không? Nói em vũ một cái là ra nè. Đó, cây này câu cá rô, cá sông đồ đã lắm. Đó, câu mấy cá nhỏ nhỏ mà dưới 2kg rồi ha. Đó, cực kỳ ngon nha anh em. Rồi, cái cây này á thì giá của nó chỉ có 300k thôi. Nó giá chỉ có 300k thôi nha anh em. Rồi, tiếp theo thì em tới cái cây này. Đó, 3,6. Đó, 3,6 ngắn nha. Cây này thì vũ cái cũng ra nè. Rồi, cây này thì giá của nó là, đây, anh em coi cái dân ha, dân carbon nha. Rồi, cây này giá của nó là 350 nha anh em. Đó, cây này thì giá là 350k. Có nắp đậy đầy đủ cho anh em mình luôn. Rồi, tiếp theo thì em tới cái cây dài hơn nha anh em. Đó, dài hơn. Rồi, thì ở đây em có cái cây này. Đó, cây này rất là đẹp nha, một trong những mẫu cần câu em cực kỳ thích luôn. Đó, cây này là 4,5m 5H nha anh em. Đó, cây này là một trong những cây em rất là thích luôn á anh em. Đó, 4,5m 5H nha. Độ cứng nó tương đối rất là cứng. Đó, cho nên cái cây này câu cá to to cũng rất là ok đó. Đó, 1-2kg, 3kg đồ, 4kg đồ rất là ok nha. Cây này rất là ok. Rồi, cây này thì giá của nó là cây 4,5m. Đó, cây 4,5m 5H. 4,5m 5H này thì giá của nó là 550 nha anh em. Đó, cây này giá của nó là 550 nha. Cây này thì hiện tại em còn 2 cây. Đó, hiện tại em còn 2 cây thôi. Đó, giá 550 nha. Rồi, tiếp theo em tới cây 5,4m. Đó, 5,4m thì em có 2 loại nha anh em. Đó, 5,4m thì em có 2 loại nha. Đó, một loại là sọc vàng, còn một loại là trắng đen, trắng carbon nè, với lại sọc vàng. Đó, 5,4m em có 2 loại. Rồi, hai cái con này thì nó là 6H, là nó xem với nhau anh em. Đó, một cây là carbon trắng nè, còn một cây là sọc vàng nè. Đó, anh em mình thích cái loại nào thì mình cứ inbox cho em nha. Rồi, hai cây này thì nó đồng giá 550 luôn. 550 luôn nha anh em, đồng giá 550 luôn nha. Đó, cây 5,4m 6H. Còn ở đây em có một cái loại màu đỏ rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, em có một cái loại màu đỏ rất là đẹp luôn nè. Đó, cái loại này là 6,3m nha anh em. Đó, cái loại màu đỏ 6,3m, nó rất là đã luôn. Em vũ cái này ra cho anh em coi. Đó, cây này là câu cá mà anh em câu cá ở hồ rồi mà lớn lớn rồi ha. Đó, thì nó kích thước nó 6,3m. Cây này rất ngon nha anh em. Rồi, cái cây này á thì giá của nó là 600k nha anh em. Đó, 600k. Kích thước dài nhất luôn, 600k nha anh em. Rồi, nó xài xong thì mình rút lại thôi. Rồi, đầy đủ cho anh em mình luôn nha. Rồi, cây này rút lại chắc khoảng 1m anh em. Cây này rút lại chắc khoảng 1m á. Rồi, cây này thì giá 600k.
Rồi tiếp theo thì sẵn vậy em lên một số cái mẫu cước câu mới bên em cho anh em mình đi. Đó, cước câu mới nha. Đó, anh em mình thích cái loại nào thì inbox cho em nha. Đó, đây. Đó, Shimano của Nhật. Đó, cái cuộn này là 3 chấm nha anh em. Đó, cái cước này 3 chấm nha. Tải cá từ 8,4 kg nè, cuộn 100m nè. Đó, cuộn này là 150 nha anh em. Đó, còn cuộn này là 0,35mm, cá to hơn nha, tải cá được 14 kg nha. Đó, cuộn này là 100m luôn, 150 luôn. Rồi còn cái cước này, cước dù này nè, nó nhìn cái dây nữa mình thấy ha. Cuộn này là 2.0, 14,3kg, 100m. Đó, của đây qua. Cuộn này là 150 luôn. Đó, anh em thích cái loại nào chụp màn hình lại giùm em nha, chứ hỏi cái cuộn nào em không biết cuộn nào đâu, nó không có giống nhau nha. Còn cuộn này là 120m nha. Đó, 3.0, 2,85 tới 3mm. Rồi, cuộn này là giá của nó là 150 luôn. Rồi, cuộn này là 0.32 100m nè. Cuộn này 150 luôn. Đó. Không có cuộn nào giống cuộn nào hết anh em ơi, hàng Nhật nó về mắc cười thật. Rồi, cái cuộn này là 0.37mm nha. Cuộn này là của Mỹ nha. Đó, cuộn này thì giá của nó là 150 luôn đi. Rồi, đại khái 150 hết đi. Rồi, ok. Cuộn này của Daiwa 8,2 kg 100m. Rồi, 150 luôn. Rồi anh em thích cuộn nào cứ chụp màn hình lại gửi em nha. Đó, đợt này về được lưu cước câu. Cuộn này là 100m nè, 0.4mm nha. Tải cá được 17,5kg nè. Rồi, cuộn này thì cũng 150 luôn. Rồi, ok anh em nha. Thích cái nào chụp màn hình lại gửi em nha. Chứ giờ hỏi là không có biết đâu. Còn không á thì em lựa đại giúp anh em. Rồi, ok anh em ơi. Thì ở đây em lên tiếp cho anh em nè. Đó, bữa giờ cái Frito-Lay Phun Sơn bên em nó cháy hàng nay nó mới có lại luôn anh em. Đó thì cái này á là Frito-Lay Phun Sơn. Nó cái đầu của nó là 1.5 cho nên nó rất là mịn nha anh em. Đó anh em phun sơn đồ cửa đồ hạ sơn sắt đồ kim loại đồ rất là ok. Đó thì cái này á là nó hàng nội địa Nhật luôn anh em. Đó rất là xịn sò cho anh em luôn. Nó cái bình của nó là 400cc. Nó là gần nửa lít nha anh em. Rồi thì có hai núm dặn cho anh em mình luôn. Thì cái này mua về chỉ việc cắm vô máy nén khí là anh em xài thôi nha. Đó thì cái này giá của nó là 340k nha anh em. 340k một cái Frito-Lay Phun Sơn. Đó 340. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em nữa là đây. Đây là cái đồng hồ hiển thị áp. Đó đây. Đây đồng hồ hiển thị áp nó có bơm xe nha anh em. Tức là anh em cắm vô trong cái máy nén khí á. Đó, cắm vô trong dây hơi một đầu thì anh em có thể là đo nè, đo bơm xe nè. Đó, còn đầu còn lại là nó hiển thị cái áp nha anh em. Đó, nó hiển thị cái áp nè. Lên đây cho anh em mình luôn, cái áp áp thủy nha. Cái này nó cầm rất là nặng, rất là chắc tay, cực kỳ xịn luôn nha anh em. Đó, Rockaday. Rồi, thì cái thước thủy này, ủa cái đồng hồ đo áp này thì... đồng hồ đo áp này thì giá của nó là 350 nha anh em. 350k một cái rất là xịn sò cho anh em luôn nha. Hôm nay em mới về được vài thùng ly giữ nhiệt của Nhật nha anh em. Cái này là ly này là 350ml nha. Đó cái này thì dành cho anh em mà mình thích uống bia, uống cà phê hay là uống cái gì đó thì mình uống ha. Cái này thì uống bia rất là an toàn nha anh em, không có bị bể vỡ như là ly thủy tinh mà nó lại giữ nhiệt rất là tốt luôn nha. Rồi thì cái ly này là ly Nhật thì số lượng nó cũng còn bao nhiêu đây nữa thôi là nó cũng hết luôn rồi. Thì đi kèm nó có một cái nắp cho mình luôn nha anh em.
đó, nó có một cái nắp cho mình giống như vậy nè. Đó, nó cho một cái nắp cho mình, thì anh em xài á, thì anh em kéo ra anh em có thể bỏ ống hút hoặc là mình uống trực tiếp luôn, còn không thì mình đậy lại để cho nó giữ nhiệt nha anh em. Đó, nó rất là tiện lợi cho mình luôn á. Rồi cái ly này thì em bán một combo là 5 cái nha anh em. Một combo là 5 cái thì giá của nó là 400k. Còn anh em mà mua 10 cái trở lên thì em bao ship nha. Đó, combo 5 cái giá 400k. Đó, phí ship là 30. Còn nếu như anh em mua 10 cái trở lên thì em bao ship nha. Rồi, còn bên đây thì ly giữ nhiệt 670ml em cũng có lại luôn rồi nha anh em. Rồi thì cái ly này á, là nó giữ nhiệt siêu lâu nha anh em. Mà mình đi xe ô tô mà mình có cái ly này mình để trên xe ô tô là để là bữa trước bữa sau vẫn còn đá luôn nha anh em. Anh em chỉ việc là mình bỏ đá vô trong đây thôi, bỏ đầy ra là anh em uống từ sáng tới chiều tới bữa sau cũng còn luôn. Rồi cái này thì em bán một cặp là 400k nha. Đó, em bán một cặp là 400k. Dạ rồi, tiếp theo thì hôm nay em mới nhập được về một cái lô bàn thanh lý nha anh em. Đó, cái này là bàn tròn thanh lý để dành ngồi những cái ghế thấp nha. Đó, anh em thấy không, tất cả đều là bằng gỗ nha, rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó, cái bàn tròn này á thì để em đo sơ qua cái kích thước cho anh em đi. Trước tiên nè, em đo sơ cái mặt bàn nha anh em. Cái mặt bàn, cái đường kính của mặt bàn là 46 nha anh em. Đường kính của mặt bàn nè, đó, đây đây, đường kính của mặt bàn là 46 nha. Rồi tiếp theo tới chiều cao. Chiều cao của cái bàn này là 46 luôn. Nó đường kính mặt bàn và cả chiều cao nó bằng nhau là đều là 46 luôn. Nó có 3 chân nha anh em. Rồi thì cái này tình trạng là chưa có qua sử dụng nha. Cái này là hàng thanh lý nha. Đó, hàng thanh lý nguyên lô. Rồi giá rất là tốt cho anh em luôn. Cái này là chỉ có là 350k một cái thôi. Đó, 350k một cái thôi nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Chưa có qua sử dụng. Nó mình để bàn thấp rồi mình ngồi rồi để uống trà, cà phê rồi rất là tuyệt vời nha. Rồi, 350k một cái bàn này. Rồi, thì dây điện Nhật thì trước tiên thì giờ em bán cái dây điện này trước. Đó, cái này là dây điện Nhật nha anh em. Nó rất là dày, nó có 3 lõi nha. Thì ở Việt Nam mình xài có 2 lõi thôi, cho nên mình chỉ cần đấu 2 lõi thôi. Còn một dây mát thì mình không xài. Đó, còn ở đây, cái chui nè, nhìn thấy rất là xịn sò nha. Đó, rồi cái dây này là của thấy để chữ Hyundai luôn anh em. Đó, của Hàn Quốc nha, nội địa Nhật nhưng mà của Hàn Quốc sản xuất nè. Đó, của Hyundai ha. Rồi thì đại khái cái này em bán một cặp nha anh em. Em bán cái này là em bán một lần một cặp. Dây này là 5m nha, một cặp này là 270k nha. Nó dơ dơ vậy thôi chứ anh em về anh em vệ sinh lại là hơi bị đẹp nha, tại cái dây nó không có bị đứt hay là bị tét gì hết á. Rồi ok, 270k một cặp. Rồi tiếp theo là tới dây điện Nhật đi. Cái này là em bán theo cuộn, em không có bán lẻ nha anh em. Cái cuộn này là cuộn 100m nè. Số lượng cũng có hạn nha anh em. Nay là hết về rồi. Đó, cái này là lô hôm trước còn lại thôi, nay là hết về rồi. Anh em nào mình quan tâm thì mình chốt nha. Đó thì cái cuộn này là cuộn 100m này, dây của nó là dây đồng 200 ổ dây hai lõi đồng 1.6 nha anh em. Đó, cuộn 100m hai lõi đồng 1.6 thì em cho anh em coi thử luôn. Đây nè. Đó, lõi đồng của nó là lõi này nè anh em. Nó 1.6, cái dây 1.6 nói thiệt ra là hơi bị đụng chạm tự ái chứ thiệt. Cái dây của người ta 1.6 của người ta nó bự hơn cái dây của Việt Nam mình nữa. Đó, là bởi vì Việt Nam mình á, thường á, em nói thật sự nha, người ta làm không có đúng, không có đủ, chứ không phải gì hết á. Còn cái thông số của nước ngoài thì anh em biết là nhất là Nhật thì cái thông số của nó rất là chính xác. Rồi, thì đây là dây đồng nha anh em, mà cái này là anh em thấy không, cái này là lõi đơn nha, chứ nó không phải là dây tép đâu. Đó, đơn nha, nó một cộng đồng duy nhất nè. Đó, rồi, hai tờ lõi nha. Rồi, hai lõi 1.6, rồi cái cuộn này thì giá của nó là 1.6 triệu nha anh em. 1.6 triệu. Rồi, tiếp theo là em tới là ba lõi 1.6 đi. Đó, thì cái dây này cũng như dây kia thôi, nó ba lõi, nhưng mà nó 1.6 nhưng mà nó ba lõi. Còn cái dây vừa rồi em quay là hai lõi nha. Rồi hai lõi này thì giá của nó là 1.6 triệu, còn ba lõi này là giá của nó là 2.4 triệu nha anh em. 2.4 triệu cuộn nha. Rồi, tiếp theo thì em tới cái bộ đây, cái bộ dặn mở vít của Boss. Đó, đây là bộ dặn mở vít cầm tay nha anh em. Đó, nó có một cái cây nè. Đó, của Đức nha anh em. Rất xịn sò cho anh em mình luôn. Germany.
đó. Một cái cây này anh em muốn dặn con này, anh em rút cái cây này ra rồi anh em gắn những cái đầu này vô. Có ở đây nó có những đầu vít dẹp nè, vít ba ke nè, vít ba ke nè, lục giác bông, lục giác bi nè, rồi ở đây có những cái đầu tiếp để mở ốc nữa nè. Đó, mở vít cũng được mà mở ốc cũng có luôn. Rồi thì đây nó có thêm một cái đầu nối nha anh em. Đó, nó ở đây nó có thêm một cái đầu nối cho anh em mình nối nha, nối dài ra để mình mở những cái con ốc nằm ở hơi bị sâu sâu rồi đó. Rồi trên đây nó có mấy cái đầu lục giác nha. Còn ở đây á, thì nó có cái cây đèn pin nha. Đó, cái đèn pin này thì nó không có bỏ pin nhưng anh em về tự mua pin bỏ vô nha. Đó, rồi bộ này rất đẹp nha, túi vải luôn. Rồi, ok. Cái bộ bộ dặn mở vít cầm tay, túi vải. Cái bộ này thì giá của nó là 380 nha anh em. 380k. Rồi, tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là máy vắt nước cam nha anh em. Đó, máy vắt nước cam. Nó thương hiệu là Liebenland, cái này là của Đức nha anh em. Đó, đây là thương hiệu của Đức nha. Rất là xịn sò cho anh em luôn, anh em nhìn là mình thấy đẹp rồi. Không mà công nhận Đức nó làm cái mẫu mã rất đẹp luôn. Rồi, thì ở đây nè anh em thấy trên đây có cái nắp. Cái máy này nó không có công tắc nha anh em, bởi vì khi anh em ghim điện vô á, anh em ghim điện vô nè, chỉ việc mình bỏ trái cam đây, đè xuống nó, khi mà cái công tắc cảm biến ở đây, khi mà anh em đè xuống là tự động nó xoay, cho nên nó không có công tắc nhấn. Tức là anh chị em mà bán hàng bán nước đồ thì rất là mê cái kiểu này, bởi vì á, mình không cần phải nhấn thì nó không có cần phải hư nút, mà cũng không cần phải mất thời gian mở tắt nữa. Khi nào có cam sắc ra ịn vô là tự động nó xoay đó, nó rất là tiện lợi ở chỗ đó nha anh em. Đó, khi nào có cam á, ịn vô là tự động nó xoay thôi. Đó nè, ở đây nè mình mở ra được nè. Đó, mình mở ra được như vậy để vệ sinh rất là dễ luôn. Ở đây thì nó có một cái ngăn để lọc cái lượt cái hạt á anh em, hạt đó đó, rất là tiện lợi luôn nha anh em. Đó, ở đây nó có một cái ngăn nè, đó để mình mở ra nè, đó mình lượt cái hạt mình chỉ lấy nước thôi. Đó, rất là ok luôn, nói chung là đầy đủ chu đáo cho anh em mình xài. Rồi, thì ở đây có nắp đồ đầy đủ luôn. Cái bình của nó là 700ml nha anh em, 700ml nha. Rồi, cái này thì giá của nó là 350, 350k một cái máy vắt nước cam nha. Đó, 350k. Rồi, tiếp theo thì em lên tiếp ổ khóa cho anh em mình luôn đi. Đó, bữa giờ ổ khóa anh em hỏi quá rồi. Nay là cũng gần hết rồi, xả hết cho anh em mình luôn đi. Đó, đây. Đây là em lên cho anh em là cái bộ ổ khóa. Đó, đây là bộ ổ khóa mật khẩu nha anh em. Bộ ổ khóa mật khẩu thì cái này em sẽ bán một lần là 5 cái nha. Ngày xưa em có cái nhỏ, cái lớn gì đó, nhưng mà bây giờ là chỉ còn một cái loại này thôi, đó là loại trung. Đó, bộ ổ khóa mật khẩu 5 cái loại trung. Thì bây giờ hướng dẫn sơ cho anh em, những anh em nào chưa biết nha. Ở trên mỗi cái mật khẩu, mỗi cái ổ khóa nó có một cái mật khẩu nè. Đó, thì ví dụ như cái mật khẩu cái số này là 076. Thì bây giờ anh em nè, ngay cái dấu gạch nè, anh em thấy hai dấu gạch, anh em chỉ việc là xây ngay số là 076 là mở thôi. Mà anh em lưu ý ha, mình phải xây ngay nha, để cho nó nhận biết được mình là chủ của cái ổ khóa này, mình mới mở được. Đó, chứ còn anh em xây hơi xéo xéo là không mở được đâu. Rồi mình muốn khóa lại thì bỏ vô xây cái số khác là người ta sẽ không biết. Và lưu ý cái nữa là anh em mua về thì anh em ghi nhớ cái số này lại rồi gỡ ra nha, chứ để trên ổ khóa người ta nhìn người ta cũng biết, người ta mở ra nha. Rồi, một bộ như vậy 5 ổ nha anh em. Một bộ 5 ổ như vậy giá của nó là 120k, phí ship toàn quốc là 30k nữa, số lượng có hạn nha. Anh em nào thích thì chốt giùm em nha. Đó, thì em để trên tay cho anh em mình hình dung được cái độ lớn nhỏ của cái ổ khóa này nha anh em. Chứ có nhiều khi mình đặt hàng rồi cái mình nói là nào là nó lớn quá, nào là nó nhỏ quá gì đó thì cũng không được nha. Đó, tại vì cái này hàng thanh lý rồi. Đó, thì bây giờ đó là anh em mình coi thử cái kích thước nó nha. Ok thì mình đặt rồi, ok nha. Giá của nó là 120k, 5 cái ổ như vậy. Tính ra là chỉ có hai mấy ngàn cái thôi. Rồi, ok anh em ơi. Đó, tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là cái bộ lục giác nha anh em. Đó, đây em lên tiếp cho anh em là cái bộ lục giác màu nha. Nó gồm là
1.5 cho tới 10 luôn anh em, từ 1.5 cho tới 10 luôn, bộ lục giác bi nhìn rất là đẹp. Cái này là nó làm xịn hơn đợt trước nha anh em, đó làm rất là xịn, rất là đẹp luôn, màu mè nhưng đẹp. Bởi vì cái này là nó bọc nhựa luôn, nó bọc nhựa luôn cho anh em biết là mình cầm lên nó rất là êm tay mà nó không có bị trầy xước đó, thật sự luôn. Nó cái bộ này rất là ngon nha, giá của nó chỉ có là 120k thôi, giá của bộ này là 220k nha anh em, đó rất là tuyệt vời cho anh em nha. Rồi tiếp theo thì em mới về được một cái lô là karaoke đó, cái loa cái lô karaoke nha anh em, đó đây, đó đây là cái loa karaoke, nó loa bluetooth nha anh em, đó karaoke rất là ok, rất là hay luôn á, mà thiết kế cực kỳ đẹp. Thì bây giờ em mở thử ra cho anh em coi luôn nha. Đó, trước tiên hiện có hai cái micro nè, đó một cái hai cái, đó chưa gì hết là mình thấy hai cái micro là thấy uy tín rồi. Tại vì hai cái micro á thì anh em sẽ dễ dàng hát hơn là một, đại khái đơn giản là vậy. Đó, đây anh em thấy em nhân vật chính rất đẹp nha. Cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đó, đây, để em đẩy xuống đây cho anh em xem. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, rồi, chiều dài của nó nè. Để em lấy cái thước là em đo luôn cho chính xác giùm anh em luôn, cho anh em dễ hình dung chứ. Đó, chờ em xíu nha. Rồi, thì cái loa này á là nó có chiều dài nha anh em. Chiều dài là 29 nha. Đó, 28, chiều dài là 28 nha. Chiều cao là 18.5. Đó, nó có hai cái lỗ phía trên đây để mình để cái micro lên nè. Đó, anh em thấy không? Thiết kế hơi bị đẹp luôn, rất đẹp nha anh em. Đó, thì mình coi ở đây nó có mấy cái nút chỉnh nha. Một nút là mở Bluetooth nè, với là mở âm thanh nè. Đó, dẫn lên. Đó là nó sẽ báo. Đó, còn nút này là chỉnh là âm thanh mic nè. Đó, chỉnh này nè. Rồi, rất là xịn, rất là đẹp. Nói chung là cái loa này cực kỳ ưng ý nha anh em. Âm thanh nó hay lắm. Thì bây giờ đó, em kết nối thử với Bluetooth luôn cho anh em mình nghe thử cái âm thanh của cái loa này luôn nha anh em. Cái điện thoại em đang để đâu mất tiêu rồi. Thôi em bỏ cái điện thoại đâu mất rồi anh em ơi. Đó, đại khái thì âm thanh thì anh em chỉnh ở đây. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đây, mặt trước mặt sau cực kỳ đẹp. Rồi, cái này thì giá rất là tốt luôn nha anh em, chỉ có là 950k thôi. 950k một cái loa như vậy mà gồm hai cái mic luôn. Đó, một cái loa hai cái mic như vậy luôn. Rồi, rất là xịn sò. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu loa này thì inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em là một cái cây kềm tuốt dây điện tự động, nó dành cho những anh em mà mình làm thợ thợ điện rồi đó, máy lạnh đồ hoặc sửa chữa những cái thiết bị điện đồ sử dụng nhiều, hoặc thậm chí anh em sử dụng gia đình mình cũng nên cần có một cây luôn cho dễ xài nha anh em. Đó, thì cái này là nó tuốt dây điện tự động, nó rất là hay, rất là nhanh cho mình xài luôn. Ở đây nó có một cái khe cho mình bấm cốt nha, một cái này là cái khe cắt và cái khe trên đây là tuốt dây điện. Thì bây giờ em sẽ sử dụng sơ cho anh em mình coi ha. Đây là cọng dây điện nha, cái dây này cũng tương đối rất là dày nha. Thì bây giờ cái khe cắt đó thì cứ đưa vô bấm thôi. Đó, mình đưa vô là mình bấm là nó cắt thôi nha anh em. Đó,
rất là tiện lợi cho anh em mình xài đó. Đây, đưa vô sát này, bấm thôi, bấm rất là ngọt ngào nha anh em đó. Rồi, để khái. Còn cái khe tuốt dây điện thì mình cứ việc đưa vô trong đây, bấm một cái là tuốt, anh em thấy không? Đây, bấm thêm cái nữa đó. Đó, bấm thêm cái nữa. Đó, anh em thấy trong vòng vài giây mà em tuốt được quá trời dây điện luôn mà nó không có bị đau tay nữa, là anh em mình thấy rồi ha. Thấy cái độ tuyệt vời của cái kèm tuốt này nha. Đó, rồi. Cái kèm tuốt dây điện tự động này thì giá của nó là 210.000 một cây nha anh em. Rồi, 210.000 một cây. Anh em nào quan tâm thì nhắn giùm em luôn. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên tiếp bộ dao 3 cây cho anh em mình luôn nha. Đó, ở đây là em có cái bộ dao 3 cây rất là đẹp. Đó, đây là bộ dao 3 cây. Thì cái bộ dao này anh em mình mua một bộ là mình xài cho đầy đủ các việc luôn nha anh em. Đó, trước tiên đó là nó có một con dao nhỏ này để mình thái, mình gọt nha. Đó, thái gọt chưa qua sử dụng, cán bằng gỗ rất là đẹp luôn nè. Đó, thái gọt rau củ quả gì đó. Rồi còn con dao trung này thì anh em cũng thái gọt rau củ quả, sắc thịt đồ luôn. Và con dao lớn cuối cùng này á, là dao này là anh em có thể chặt xương, chặt dừa hoặc chặt những cái gì cứng. Đó, nó rất là dày nha anh em. Nó, mình coi cái độ dày nó là mình biết rồi nha. Và quan trọng là khi anh em mua một bộ như vậy á, thì em sẽ tặng kèm cho anh em là một cái viên đá mài dao của Nhật luôn cho anh em mình xài. Tức là mình mua một mà mình xài được rất là nhiều việc. Rồi, trọn bộ dao 3 cây như vậy với tặng kèm đá mài, giá của nó là 450.000 nha anh em. 450.000. Rồi, ở đây em có cái bộ mũi khoan sắt nha. Đây là bộ mũi khoan sắt của Boss nha anh em, hàng chính hãng của Đức cho anh em mình luôn nha. Đó, ở đây thì nó gồm là 10 cây, từ 1 tới 10. Đó. Rồi, cái bộ này thì giá của nó là 290.000. Còn anh em mà muốn mua xài cái là bộ nhỏ hơn thì bên đây em có nè, cái bộ này là từ 1.5 cho tới 6.5 thì giá 190. Rồi, anh em xài bộ nào cũng được luôn. Rồi, ở đây em còn cái bộ mũi khoan đa năng. Đó, mũi khoan đa năng của Boss nha anh em. Đó, cái bộ mũi khoan đa năng của Boss thì anh em mình thấy hen, thì nói chung Boss hàng chính hãng thì anh em biết rồi, Germany. Đó. Rồi, thì cái bộ này á là nó gồm cây 4, cây 5, cây 6 và cây 8 nha. 4, 5, 2, cây 6 và 1, cây 8 thì nó khoan đa năng, nó khoan được tất cả các vật liệu luôn. Rồi, ok anh em ơi. Cái bộ này thì giá của nó là 280.000 nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây nay mùa mưa tới rồi nha anh em. Em lên cho anh em là cái máy rửa xe pin. Đó, máy rửa xe pin cho anh em mình xài luôn. Đó, máy rửa xe pin thì giá nó cực kỳ tốt luôn nha. Cái này á là máy rửa xe pin của Hiromi nha anh em. Đó, của Hiromi, việc là gắn pin vô xài thôi, đi thèm nó, người ta cho mình một viên là 2A. Đó, một viên là 2A, nó 2A. Thì nói chung xài cũng rất là ok nha, đầy đủ phụ kiện luôn, có bình xà bông, có dây hút nước luôn. Rồi thì bây giờ đó, em sẽ test thử cái công suất hoạt động của cái này cho anh em mình coi luôn. Đó, thì đây, ở đây thì em đã gắn vô rồi. Đó, em ráp cái máy này vô rồi. Đại khái là viên răng ráp vô thôi. Còn một cái đầu của nó đó là anh em thấy không? Đây nè, nó em bỏ vô trong cái lu nước rồi, em xịt thôi. Đó, đây. Đó, anh em thấy không? Rửa xe xịt đồ rong rêu rất là ok nha anh em. Đó, đồng ý nó là máy rửa xe pin thôi nhưng rất là ok. Đây, em xịt xa xa cho anh em coi luôn nè. Đó, vô đây luôn. Đó, rất là ok nha anh em. Rồi, đại khái nó là như vậy ha. Đó, đó, đi theo nó có hai cái bét nha. Một cái bét là bét gươm để rửa xe, còn một bét nữa là để nói chung cũng rửa xe, hoặc anh em có thể tưới cây bằng cái bét này được. Bét này bét xè đây. Đó, anh em thấy không? Đó, nó xè nè. Đó, rất là ok nha anh em. Rồi, rửa xe cũng rất là ok luôn.
Đó, cái bét này thì nó xè cho anh em mình. Đó, anh em muốn ngang dọc gì đó thì mình chỉnh cái đầu này. Đó, thấy không? Ngang dọc gì thì chỉnh nó, dặn nó là đi ok hết. Rồi, thì đại khái á, là cái máy này thì giá của nó rất là ok cho anh em luôn nha. Đó, cái mùa mưa mà cái máy này giá rất là tốt cho anh em mình xài luôn. Đó. Rồi, thì đại khái trọn bộ nó là đầy đủ các phụ kiện cho anh em mình luôn nha. Nó có cái đi theo, nó có cái cục sạc luôn. Thì cái sạc này là AutoVolt nha anh em. Nó AutoVolt tức là nó sử dụng được điện Nhật và điện Việt Nam luôn, tức là từ 100V cho tới là điện 240 luôn. Đó, nó rất là tiện lợi. Đó, rồi đi kèm nó có cái bình xà bông và cái hộp cho mình đựng đầy đủ luôn. Rồi, mua về chỉ việc là ráp vô là xài thôi. Rất là tiện lợi, giá chỉ có 390k thôi nha anh em. 390k một cái máy rửa xe pin như vậy thôi. Em về cho anh em là một lô cái CPU máy tính. Đây, đây là CPU máy tính của Lenovo nha anh em. Đó, cái này là nạc Core i3, đó, Win 7. Mà ở đây em cài Win 10 cho anh em được luôn nha. Đó, rồi thì đây là cái CPU thiết kế rất là gọn gàng luôn nha. Em cầm trên bàn tay vậy là anh em biết rồi nha. Nó rất là nhẹ nhàng, rất là gọn gàng. Nó không giống như những cái CPU máy tính đời trước rất là to nặng cồng kềnh. Thì cái này nó thích hợp cho anh em mà nhà có con em đang học online, đang cần mua một cái máy tính, hoặc là công ty, văn phòng gì đó, hoặc sử dụng gia đình cũng được. Nó mình có một cái máy tính để mình có thể nghe nhạc, lướt web, xem phim, hoặc là làm văn phòng. Nó các thể loại cho anh em luôn nha. Rồi thì em cho anh em coi sơ về cái kích thước nó để anh em mình hình dung nha, cho nó dễ. Nè, cái kích thước, cái chiều dài của nó chỉ có 18cm thôi, tức là nó nhỏ hơn một gang tay của em nữa nha. Đó, 18 thôi. Còn cái chiều rộng của nó thì cũng 18. Rồi, đại khái nó là hình vuông. Đại khái nó là hình vuông cho anh em mình dễ hình dung nha. Đó, thì ở phía trước của nó nè, nó có hai cái cổng USB và một cái cổng micro, một cái cổng tai nghe. Rồi, còn ở phía sau của nó nè, thì nó có những cái cổng như vậy. Đó, đây là cái cổng là USB, một cổng, hai cổng, ba cổng USB nha. Rồi, một cái cổng này là cổng nối mạng internet nè. Rồi, một cái này là một cái đầu nối vô máy màn hình máy tính. Hoặc ở đây nó có một cái cổng để chuyên nối vô màn hình máy tính, đây là cái cổng display board. Đó, display board được gọi xem là một cái cổng mà tiêu chuẩn nhất để mà nối vào màn hình máy tính nha anh em. Đó thì đây, cái này nó cũng có luôn. Rồi còn cái cổng này là cổng nguồn. Đó, đại khái nó đầy đủ cho anh em luôn nha. Cái này là của Lenovo. Đó. Đi theo nó thì nhà sản xuất cài đặt cho mình là Win 7, nhưng mà em có thể lên cho anh em là Win 10 luôn. Nó đại khái là nó là những cái công nghệ mới rồi. Rồi thì đại khái là cái cấu hình Core i3 này là xài được rất là ok luôn nha anh em. Ví dụ như anh em sẽ nghe nhạc, xem phim, lướt web hoặc làm văn phòng gì đó, nó bán kinh doanh online hay cái gì cũng rất là ok. Đó thì ở đây em về được một cái lô giá rất là tốt. Thì đi kèm của nó nè anh em, đi kèm nó có một cái dây nguồn cho cái CPU này. Đó, có một cái dây nguồn cho cái CPU này. Và em tặng cho anh em thêm một cái này nữa là cái kết nối tín hiệu Wi-Fi. Tức là bình thường những cái máy vi tính bàn của mình á, cái máy tính bàn của mình á, thì mình phải là cắm cái cọng dây mạng từ cái dây mạng vô trong cái máy luôn. Đó, vô trong đây luôn. Nhưng mà ở đây em sẽ tặng kèm anh em là một cái cục USB Wi-Fi. Thì tức là anh em không cần sử dụng dây mạng luôn, mình chỉ cần cắm cái USB này vô trong cái chuôi USB này thì nó sẽ tự động dò Wi-Fi như là điện thoại hoặc là laptop luôn. Đó, rất là gọn gàng cho anh em nha. Về anh em chỉ việc mình mua cái màn hình máy tính, cái bàn phím và chuột là anh em xài. Đó, em thì ở đây em chỉ bán là cái CPU thôi. Đó, giá rất là rẻ luôn, chỉ có là 1.850.000 nha anh em. Đó, anh em nghe không có lầm đâu, chỉ có 1.850.000 thôi. Cái này là hàng đã qua sử dụng nhưng còn rất là ngon nha anh em. Đó, nhỏ, gọn, nhẹ. Rồi bây giờ em sẽ gắn thử cho anh em mình coi. Thì ở đây á, là em có sẵn, ở đây em có sẵn chuột với bàn phím với màn hình rồi. Thì bây giờ em sẽ gắn vô cho anh em mình xem nè. Đó, đây USB này thì em gắn chuột với bàn phím, một cái là dây nguồn, một cái là cái dây display board nè, gắn qua cái màn hình máy tính. Rồi đơn giản vậy thôi. Còn ở đây em gắn luôn cái thiết bị phát tín hiệu Wi-Fi, tức là cái này là nó nhận Wi-Fi luôn. Nó em chỉ gắn vô, hồi nãy em có nói là em tặng thêm á, là cái nó nhỏ xíu như vậy thôi, cắm vô USB là bắt đầu là nó là nhận Wi-Fi luôn. Rồi thì đại khái em sẽ mở sơ qua cho anh em mình coi luôn. Đó, em sẽ mở sơ lên cho anh em mình xem. Đó, thì đại khái anh em mình thấy ha, nó rất là mượt mà.
rất là ok. Đó, ở đây thì mình cứ lướt web Google Chrome hay là cái gì đó rất là thoải mái luôn, YouTube gì đó, ở đây ngon lành. Đó, chỉ việc là kết nối wifi rồi xài thôi. Đó, anh em thấy không, đại khái mở lên rồi này nọ, các thể loại anh em mình muốn nghe nhạc, xem phim, lướt web gì đó, ok. Đó, rồi đại khái cho anh em mình coi thôi, độ nhạy của cái này thôi. Rồi, có đầy đủ, anh em thích cái gì thì cài thêm vô, còn không xem phim, lướt web, nghe nhạc thì cứ Google mà tính thôi. Rồi, rất ngon lành. Rồi thì giá rất là rẻ nha anh em, nó chỉ có là 1.850.000 trọn bộ, gồm một cái CPU, một cái dây nguồn của CPU và một cái thiết bị phát wifi, nó nhận wifi luôn. Còn anh em mà nhà mà có cáp thì cầm trực tiếp vô đây luôn, khỏi cần nhận wifi cũng được. Mình muốn cầm cáp trực tiếp vô đây thì cái cổng này là cổng wifi, cổng mạng nè, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi cái này thì cái cấu hình của nó thì anh em biết rồi ha, cái cấu hình của nó đây, cái cấu hình của nó ở đây là em cài Win 10 luôn nha anh em. Đó, thiết là đi theo nó là Win 7, nhưng mà ở đây mình có thể cài được Win 10 luôn ha. 64 bit nè, RAM của nó là 4GB nha, Core i3 đó, 2.9 GHz. Rồi, đại khái nó vậy, còn SSD là 256. Rồi, ok anh em ơi, giá rất là tốt cho một cái CPU máy tính luôn. Về anh em chỉ việc mình mua cái màn hình, bàn phím và chuột. Mấy cái đó nếu như mình mua đồ rẻ tầm khoảng 1 triệu, 1 triệu mấy là mình đã có đồ để mình xài rồi. Đó, rồi cho nên là 1 triệu, 1 triệu mấy cộng với này nữa là cả trọn bộ chỉ có khoảng 3 triệu mấy thôi, nhưng xài rất ok, rất là ngon lành luôn nha anh em. Đó, hiện tại ở kho em thì em cũng xài những cái thiết bị giống như vậy. Đó, anh em mà sử dụng nhiều cái thiết bị thì mình mua cái gọn để kế bên, chứ đừng có mua cái cồng kềnh như những cái đời trước nữa. Rồi, ok anh em nha, cái CPU này thì giá 1.850.000. Anh em nào quan tâm và thì cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Hôm nay em lên một số cái hàng dành cho những anh em mà mình làm vườn. Đó, nhà có sân vườn, như gồm những cái máy cắt cỏ sử dụng pin nè ha. Rồi cưa xích sử dụng pin, máy thổi lá sử dụng pin. Đó, những anh em nào mà mình làm vườn, sân vườn, đó là mình cần những cái dụng cụ như vậy, thì anh em liên hệ hoặc gọi điện cho em luôn nha. Rồi trước tiên á, thì em sẽ giới thiệu sơ qua một vài cái mẫu máy cho anh em mình coi luôn. Rồi trước tiên á, thì ở đây em có cái máy là cưa xích đây. Ủa, cái này là cái máy cắt cỏ sử dụng pin của Ryobi. Cái này là bản nhập Mỹ nha anh em. Đó, bản nhập Mỹ 40V. Bản nhập Mỹ thì hiện tại em có hai dòng, một dòng là có than và một dòng là không than. Thì hai con này thì công suất nó đều rất là cao. Đó, cái con có than á, thì giá của nó là 2.2 triệu. Còn cái con không than á, là giá của nó là 3.5 triệu một thân máy nha, chưa gồm pin sạc nha anh em. Còn pin sạc thì thêm 1.5 triệu nữa. Đó, rồi thì bây giờ á, là em sẽ test thử luôn cho anh em mình coi. Trước tiên thì pin ở đây, em bỏ vô pin cho anh em mình luôn. Lấy cái tay cầm, con này lấy giùm cái tay cầm đi rồi. Đó, ở đây á, thì cái này em chưa gắn tay cầm nha. Khi lắp vô thì nó sẽ như cái con bên đây. Đó, đại khái nó là như vậy. Thì bây giờ em test thử cái hiệu quả làm việc cũng như là cái cỏ đây cho anh em mình coi luôn nha. Đó, bây giờ cầm cái lưỡi vô. Đó, thấy không? Cắt ngọt ngào luôn nè, những cái cỏ chưa cắt thì nó cao hơn nè, còn cái em cắt nè, đó, cắt rất là khỏe luôn nha anh em. Rồi bây giờ đó là em gắn thử cái tay vô cho anh em coi luôn. Rồi giờ em cắt lại cái nữa nè, lại cái đó, em gắn cái tay vô cho anh em, đặng mình khi mình cầm á, mình cắt cho nó tiện.
Đó. Rồi thì bây giờ em cắt lại cho anh em coi đi. Đó. Rồi anh em thấy không, nó cái công suất cắt rất là mạnh nha. Cắt cỏ pin cái dòng này là dòng cao cấp, rất là khỏe luôn. Thì như em báo giá đó anh em ha, nó cái này cái thân máy là 2,2 triệu, còn cái con không than nó thân máy là 3,5 triệu, còn pin sạc là thêm 1,5 triệu nữa. Đó, cái này là bản nhập Mỹ nha anh em. Thì cái bản nhập Mỹ này á là ở đây cái này nó cắt bằng lưỡi cước, anh em thấy không, nó cắt bằng hai cái cọng dây nè. Nó khi mình xài hết hoặc xài mòn thì mình bấm mình rút ra thêm, trong đây nó có cái cuộn cước trong đây. Và cái lưỡi này mình có thể là sử dụng lưỡi cứng cũng được luôn, mình chỉ cần mình mở ra mình thay cái lưỡi sắt vô là mình cắt thôi. Đó thì thường á cắt mà cắt bằng dây cước như vậy thì mình cắt ở trong những cái chỗ mà có đá sỏi hoặc là tường nữa thì nó không có bị mẻ. Đó, rồi ok anh em ha. Rồi anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu máy cắt cỏ pin này thì vui lòng inbox và điện thoại và số điện thoại trên màn hình giùm em luôn nha. Rồi con bên đây cũng vậy, con bên đây là động cơ không than nha, con bên đây là cao cấp hơn. Giá của nó là 3,5 triệu, để vô luôn nghe cũng được nè. Rồi tiếp theo này tới một cái con khác, cái con này là cắt đường viền. Đó, cái con này là cắt đường viền. Đó, cắt đường viền anh em thấy không này, khi mình cắt là mình dựng đứng xuống như vậy, mình đẩy đi nè. Ở phần đây nó có cái bánh xe anh em thấy không? Ở đây, ở phần này nó có cái bánh xe để anh em đẩy như vậy nè. Đó, khi mình cắt đường viền là như vậy, nó sẽ đẩy như vậy nè. Đó thì nó sẽ chạy đều theo cái đường viền của cỏ mà mình muốn cắt. Thì lấy một cục pin. Rồi thì đại khái á thì cái này á cái nguyên tắc là vậy thôi, còn anh em mà có cỏ đường cái em cắt thử cho anh em coi, ví dụ như là cái đường viền, cái mép viền của cái này đi, đại khái nó là đó anh em coi này nè, thấy không nè, khi em cắt cái đường viền thì nó chắn cho mình cái đường viền, thí dụ cỏ của mình ở chỗ nào á thì cái đường viền. Nó quay ngay phần bánh xe nè, nó có bánh xe để đẩy đi rất là thẳng ha. Nó cho nên là anh em mình nó làm công trình á hoặc là sân vườn gì đó mà có một cái đường viền mà muốn chắn cỏ ở đường viền á, đó thì mình mua kéo này. Rồi cái này là sử dụng pin 18V. Cái này là bản cũng là bản nhập Mỹ luôn nha anh em. Đó, tình trạng còn rất là đẹp luôn. Cây này khoảng là 95-97% gì đó. Rồi giá của cái thân máy này là 1,9 triệu nha anh em. 1,9 triệu một cái thân máy cắt cỏ pin như vậy, chưa gồm pin sạc nha. Pin sạc là nó tùy vô nhu cầu của anh em mà anh em mua pin sạc khác nhau nha. Đó, rất là tiện lợi luôn. Rồi, cho anh em coi lại cái này, giá của nó là 1,9 triệu nha anh em. Đó, đây. Rồi, giá 1,9 triệu. Rồi, ok. Tiếp theo thì tới một cái dòng máy khác. Đó là một cái dòng máy cắt cỏ của DeWalt. Đó, DeWalt, một cái thương hiệu của Mỹ, rất là xịn. Cái con này thì em cũng nhập bên Mỹ về luôn. Đó thì đây, trước tiên á DeWalt có hai dòng, một dòng là 20V và một dòng là 60V. Thì em sẽ test trước cái dòng 20V cho anh em coi luôn. Mở cái này ra. Không. Anh Tân, mở cái lưỡi cước ra. Rồi, test luôn, cắm pin vô đi anh. Rồi thì bây giờ em test thử cái máy cắt cỏ pin 20V của DeWalt cho anh em mình coi nha. Qua bên đây không quay gì vậy. Đó, anh em thấy không? Đó, cầm trên tay rất vừa vặn nha. Rồi, ok.
Rồi, ok anh ơi. Rồi, ok anh em. Anh em thấy không? Đó, một cái máy cắt cỏ pin của Dewar, nó 20V mà động cơ không than luôn anh em. Đó, cái con này thì cái thân máy của nó là 3,5 triệu nha anh em. Đó, thân máy là 3,5 triệu, còn pin sạc nữa là 1,7 triệu nữa nha anh em. Đó, rất là xịn sò, bản nhập Mỹ luôn. Cái thân này á là anh em có thể gập gọn lại được luôn nè anh, gập gọn lại luôn. Đó. Đó, cái này mình mở cái chốt ra là mình gập gọn lại luôn. Đó, rất là gọn gàng ha. Cái này là mình mở luôn cái nắp này ra luôn là nó rất là gọn luôn. Rồi, ok anh em ơi, con này thì giá thân máy là 3,5 triệu nha. Tình trạng còn đẹp khoảng 90% cho anh em luôn. Rồi, ok. Tiếp theo thì tới một cái dòng máy khác. Thì cái này là Dewar 60V. Đó, Dewar 60V rootless không than. Thì cái này á, là con này gọi là cao cấp nhất trong dòng máy cắt cỏ mà sử dụng pin luôn anh em. Bởi vì nó rất là mạnh, rất là lực. Rồi, con này thì đại khái em sẽ test sơ cho anh em lấy cục pin Black Vol. Đó. Bấm cái nút. Rồi. Rồi bấm đi. Rất mạnh anh em, rất mạnh, có thể nói là rất mạnh luôn. Đó, sang bằng hết đám cỏ luôn nha anh em. Đó, cái cỏ trong đây là cỏ cao nè, nó để thấp xuống cho anh em thấy ha. Đó, còn cỏ này là vừa cắt nha anh em. Đó, thì cái 60V này nó cực kỳ mạnh, rất mạnh luôn nha anh em. Đó, rất là mạnh, động cơ không than, rootless không than, động cơ 60V. Đó, cái này của Dewar. Đó, anh em thấy cái con này là bản nhập bên Mỹ về nha anh em. Hiện tại ở Việt Nam chắc cũng chưa bán cái dòng 60V này đâu. Mà nếu như có bán thì giá cũng rất là mắc. Giá bên em là chỉ có 5 triệu một cái thân máy thôi. 5 triệu một cái thân máy này nha anh em. Đó, rồi. Tình trạng còn rất là đẹp luôn. Rồi, em quay xa ra cho anh em coi. Khi ship cho anh em á thì cũng sẽ có cái nắp chụp luôn nha anh em, với lại cái tay cầm luôn nha. Tại bữa nay em mới đem ra em quay nó hơi nhanh, hơi gấp cho nên là em chưa có gắn vô cho anh em được luôn nha. Đó, anh em thấy không? Cưa cắt cỏ rất là ok nha. Rồi, còn anh em nào mà mình quan tâm cái máy này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giúp em đi. Đây là cái dòng cao cấp nhất của máy máy pin rồi, máy cắt cỏ pin rồi. Đó. Rồi, cái con này á là sản xuất tại Mexico luôn anh em. Đó, máy in Mexico. Thì thường cái dòng Dewar mà sản xuất tại châu Âu, tại Mỹ thì nó rất là cao cấp nha anh em. Đó, rồi, ok anh em ơi. Rồi, giá con này là 5 triệu nha. 5 triệu một cái thân máy chưa gồm pin sạc nha anh em. Đó. Pin sạc của nó luôn, đưa em mượn cục pin. Ở đây em có cái cục pin 6A Platform. Đó, cục pin 6A Platform luôn, hàng chưa qua sử dụng nha anh em. Đó, 60V luôn. Cục pin này nó sử dụng được cả hai dòng máy luôn anh em. Pin 20V nó cũng xài được mà 60V nó cũng xài được. Nó mở tối đa cái công suất của cái máy lên luôn nha. Cái cục này thì giá của nó là 3 triệu một viên anh em. 3 triệu một viên, rất xịn sò luôn. Rồi. Cái hàng Mỹ á, thì cái
cái sạc Mỹ là sạc riêng của Mỹ, em có sạc 120V luôn. Anh em nào thích xài đồ Mỹ thì mua sạc riêng, còn không mình có thể mua sạc của Việt Nam là sạc 220 cũng được luôn. Rồi ok, rất xịn sò cho anh em nha. Để lại. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em là cái đây là cái máy thổi lá. Đây là hai cái dòng máy thổi lá phản lực của Ryobi, một dòng là 18V còn một dòng là 36V. Một dòng là 18V và một dòng là 40V, chứ bản nhập Mỹ là 40V nha anh em. Tình trạng hai con này thì đẹp khoảng là 98%, gần như mới luôn. Bây giờ em gắn thử cái con 18V vô trước em thổi cho anh em coi đi. Đại khái ở đây cũng không có gì để thổi hết, cỏ không thì nó nằm dưới cỏ thì mình không thổi được, chỉ thổi bụi lặt vặt sơ sơ cho anh em thôi. Đây. Rồi đây. Đó, rồi đây thì nó có cái công tắc nằm đây anh em ha, chỉ cần mình bấm công tắc là nó chạy thôi. Đây em thổi thử cái bụi nằm ở trên cái miếng này cho anh em mình luôn nha. Đó. Đó anh em thấy không? Thổi bụi một lúc nha. Đây, thí dụ như giờ em cũng không biết thổi được gì. Đó, thì giờ có gì thổi thấy. Đó, mình nhìn cái lá cây bay bay là mình biết nó mạnh rồi ha. Đó anh em thấy không? Mình nhìn lá cây bay bay là mình biết là cái lực của nó là mạnh cỡ nào rồi nha. Rồi tiếp theo á, thì cái con này á, thì giá của nó là cái con này thổi lá phản lực của Ryobi. Cái con này thì giá của nó là 1.9 triệu nha anh em. 1.9 triệu một cái thân máy như vậy luôn. Cái thân máy này là thân máy nhập Mỹ nha anh em. Rồi tình trạng nó thì còn khoảng 98-99% á. Rồi bây giờ tiếp theo á, là em tiếp theo là em lên tiếp cho anh em là cái pin 40V. Cái này là cái động cơ là 40V, phản lực 40V của Mỹ nha. Rồi anh em thấy không? Rất mạnh. Rất mạnh. Đó. Đó anh em thấy không? Đó. Đó ở đây nè anh em, nó có hai cái chế độ, nó có luôn cái nút turbo nha anh em. Turbo khi mà anh em bấm cái nút turbo nó sẽ mạnh hơn bình thường. Đó, em nút bình thường nè. Nút bình thường nè anh em. Rồi, còn em bật turbo nó sẽ mạnh hơn thấy không? Nhau với một số đặc điểm riêng đó là người bấm. Đây bấm bình thường nè, turbo nè. Như gió luôn anh em ơi. Đó anh em thấy không, nó thổi bụi cỡ đó. Đây em qua đây em thổi đống ung cho anh em coi, em thổi đống rác này cho anh em hết hồn luôn. Đây em thổi cái đống này là anh em thấy thấy ghê luôn á. Đó đây nè. Ui 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 ghê quá. Nó bụi bặm dữ lắm anh em ơi. Nó anh em coi bụi bay nè, mịt mù luôn nè. Đó. Rồi ok anh em ha. Cái máy này thì cái giá của cái thân máy thổi lá 40V bản nhập Mỹ này là giá của nó là 2.9 triệu nha anh em. 2.9 triệu một cái thân máy này chưa gồm pin sạc nha. Đó. Rồi thì cái này có thể điều chỉnh lên xuống cũng được, nhưng mà có cục pin đó thì cũng không xuống được bao nhiêu đâu. Rồi thôi kệ nó đi. Rồi thì cái này giá của nó cái thân máy là 2.9 triệu nha anh em. Đó, pin sạc thì cứ 1.5 triệu nữa tính vô. Rồi ok anh em, còn anh em muốn mua thêm pin thì em cũng có pin luôn. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em tới cái máy cưa. Đó, dành cho những anh em mà mình sử dụng gia đình á. Đó thì đây, đây có luôn cái máy cưa để dành cưa ba cây lặt vặt lấy cục pin cắm vô luôn đi rồi. Rồi đây em cưa cái cây này cho anh em coi luôn.
Đó, đây. Thì ở đây có cái gốc cây thì dọn vườn, dọn sân vườn rồi, có cây lặt vặt thì em cưa luôn cho anh em mình coi luôn. Rồi. Đi cưa gốc đó luôn. Không có máy đâu tết cưa. Rồi, ok anh em ơi. Đó, cái cưa pin rất là tiện lợi, gọn nhẹ, nhỏ, đẹp của Ryobi 18V. Đó, rồi, cái cây này thì trọn bộ của nó là gồm một máy, một pin, một sạc như em quay luôn cho anh em mình luôn ha. Giá là 1.600.000 nha anh em. Một máy, một pin, một sạc giá 1.600.000, anh em nào quan tâm thích thì chốt giùm em luôn nha. Đó, rất tiện lợi. Rồi, ok anh em ơi. Rồi anh em nào mà mình quan tâm cái sản phẩm nào cũng như cái đồ làm vườn nào thì vui lòng inbox hoặc là điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn nha. Những anh em nào mới xem kênh thì vui lòng cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ qua những cái video cũng như những sản phẩm mới về bên em. Rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới ạ. À. À quên, ở đây á là em ở đây em còn một cái cưa xích cắt cành trên cao nữa nè, cầm lên cắt luôn. Trời đất ơi. Tính chốt đơn rồi mà còn ở đây. Rồi, tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là một cái cưa xích cắt cành trên cao của Ryobi 18V. Cái cây này là bản nhập Mỹ luôn nha anh em. Đó, lưỡi cưa của nó là dài 2 tấc nha. Nó ở đây có cái bình châm nhớt để châm nhớt vô đây luôn, bôi trơn lưỡi xích. Cái này thì nó cao, cái tổng chiều cao của cái này là khoảng là 1m9 nha anh em. Đó, khoảng 1m9 dịnh là. Đó, tổng chiều cao khoảng 1m9 nha anh em. Đó, rồi ok, thì bây giờ em lấy em cưa thử cái cây này luôn. Không có cái cây cao thì em cưa cái cây thấp, em cưa xa xa ra thôi. Đó. Cưa mấy cây. Cưa trên, cưa xuống, ngã ra. Thấy không? Cưa thứ kỹ thuật cưa chứ bồ. Đó. 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 Đó, nói chung là thấp thấp cây luôn rồi anh em ơi. Cưa tiếp cái này đi, cưa cái này nè, cưa thấp thấp cho. Cưa mấy cái cây nhỏ nó giật lắm. Cưa cây lớn lớn xíu nè, cưa mấy cây này nè. Đó, cưa để thấy thôi, thấy là cưa ok thôi. Đó, rất ok. Rồi, đại khái nó là như vậy đi. Nếu như có cây cao thì em cưa cây cao cho anh em dễ hình dung hơn. Đó, rồi, ok anh em ơi. Được rồi. Đó. Đó, cái cây này thì nó cao khoảng 1m9 nha anh em. 1m9 cộng với mình nữa, mình đứng lên thêm được 1m5 nữa, 1m7 gì nữa là tổng chiều dài của nó mình có thể cắt cao được đó là khoảng là 3m mấy nha anh em. Đó, đây. Rồi, cái này là bản nhập Mỹ luôn nha anh em. Trọn bộ gồm một máy nè, một pin 4A, một sạc giá là 4.000.000 nha anh em. Trọn bộ gồm một máy, một pin 4A, một sạc giá là 4.000.000. Rồi, tiếp theo lên một cái con thỏi lá của đề quơ ra nữa đi. Ở đây em còn một cái con thỏi lá của đề quơ. Đó, đề quơ nhập Mỹ anh em. Tình trạng con này đẹp quá. Rút ra thùng ra luôn đi. Đó, phun thùng luôn. Còn rất là đẹp nha anh em. Rồi, con này là 20V. Đề quơ 20V của Mỹ.
Đó, cái này nhập Mỹ về luôn, tình trạng là hầu như là chưa qua sử dụng luôn anh em. Nó mới khui full thùng luôn, rồi em cắm pin vô em xài thử cho anh em coi luôn. Rất ok anh em. Đó. Đó. Rất là ok ha. Rồi. Hàng pin, động cơ không than. Rồi, rất là đẹp, rất là xịn luôn anh em. Đó, động cơ không than của Điều Quân. Đó, anh em nhìn cái máy Mỹ là mình thấy là đã rồi ha. Rồi cái này á, là trọn bộ của nó là thôi em báo giá thân máy đi cho anh em dễ ha. Thân máy là 2.8 triệu nha anh em. Thân máy Điều Quân không than, bản Ridless không than nè, 20V. Đó, nhập Mỹ tình trạng chưa có qua sử dụng luôn, em mới đem ra ngoài em test cho anh em coi thôi đó. Cái này cái thân máy là 2.8 triệu nha. Còn pin sạc anh em cứ pin sạc thì 1.7 triệu nữa. Rồi, ok anh em. Còn anh em nào mà có pin sạc sẵn rồi thì mình mua thân máy thôi. Cái con này thì sản xuất tại Mexico luôn, rất là xịn nha anh em. Rồi, xịn sò, đẹp nè, em cầm trên tay cho anh em coi ha. Rất là lực luôn, nhà anh em nào có sân vườn á thì mình xài những con này rất ok nha anh em. Rồi, ok anh em ơi. Rồi em cảm ơn anh em đã xem hết cái video này của em. Những anh em nào mình mới xem kênh của em lần đầu thì vui lòng cho em xin nút like và nút đăng ký kênh. Còn những anh em nào mà mình quan tâm sản phẩm nào thì vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình dùm em luôn nha. Rồi em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới ạ.